Trễ vai, chị ơi trễ vai treo sau á chị hay là mã nào? Áo em mặc còn chưa sơ bin hết các chị nhìn tạm nhá. Đây đúng không chị? Con áo này á? Cái này tí nữa nhá. Bây giờ em mới đang vào lại. Các chị ơi vào lại với em đi, đêm của đấy bây giờ mới thấy bình luận để các chị này thôi chết mày quá. Vừa nãy là bị Facebook có lỗi mọi người ơi, phong đầu like. 115 chị Bích Phượng ơi. Đen trơn trễ vai còn chị nhá, em còn nhá chị yêu nhá. Mọi người vào lại với em đi, bây giờ là mới được đấy ạ. Vừa nãy Facebook có lỗi các bác ơi, vào lại với em đi. Facebook có lỗi bây giờ em mới thấy bình luận của các chị đấy. Các chị ơi vào lại đi, áo mặc bao nhiêu? 129.000 đi, 130 đi, 130 cho nó tròn, nhiều cái 29 nhiều khi em nó bị nhầm mẫu. Áo mặc các chị ghi mã hàng là là tay bồng ren. Áo bẹt vai đen ok bây giờ mặc nhá chị ơi. Có chị ơi, nhà em dưới 60 cân là có size vừa, mặc size L chị vừa. Áo này đúng không? À, ghi mã hàng áo polo đi chị ơi, ghi mã hàng áo polo cho em với. Ghi mã hàng là áo polo các chị ơi. Áo polo đi ạ, 115.000. Hai size là size M và size L nhá. Áo hồng sau em xem với, áo hồng sau. Áo hồng nào nhỉ? Áo hồng kia là áo ren cổ trụ em ơi, ren cổ trụ 145. Sơ mi tiểu thư có chị nhá. Sơ mi ngắn tay sau bao nhiêu? Sơ mi Celine kia là 139.000 chị ơi, 139. Áo này phải đúng tính chất là ngon, bổ rẻ luôn các chị nhìn này, tay bồng lồng đèn này, không phải hàng bo chun nhá, đây là hàng nó hai lớp bên trong tay bồng. Lên form rất là đẹp luôn, áo đang mặc nhá. Facebook của em bị lỗi các chị ơi. Bây giờ em xin phép xả luôn con áo đầu like các chị đã, quên, áo đang mặc của em là 129.000 thôi, 129 cũng được nhá mọi người. Ôi vâng chị. Em khỏi đến chục ngày nay rồi mà nó vẫn chưa hết, các chị có khi phải dai dẳng cả tháng luôn ý. Em nên cũng đỡ hơn trước, trước là ho nhiều lắm, bây giờ đỡ, thỉnh thoảng nó ngứa cổ, nói nhiều nó ngứa nhưng mà không nói thì không ho, nhưng mà cứ nói lên nói nhiều là nó lại bị ho ấy. Tiểu thư tí chị lên áo đang mặc của em là có hai size là size S với là size M các chị ơi, con này dưới tầm 62 cân nhá. Con này của em 62 63 cân thậm chí 65 cân vẫn vừa. Ok chị Bích Phượng nhá. Áo phông đi tí, em lên áo phông chị ơi. Áo mặc các chị lên đơn mã hàng là áo tay bồng ren đi ạ. Các chị nhìn hộ em này. Đấy, cổ này rất là xinh luôn, thật sự con áo này đúng là điểm 10 luôn các chị ơi, vừa rẻ vừa đẹp nhá. 129 các chị nhìn kỹ cho em đường may này. Đường may cho em này, đẹp cực kỳ luôn, ren nhá. Chất liệu đó là vải vải kiểu đuỗi đuỗi tơ ấy. Vải đuỗi tơ sờ nó mềm, nó mịn, nó xuống cực kỳ luôn. Con này bên ngoài bán là hơn 200. Cái này em thấy thật là người ta sell thôi. Em muốn bán lâu lắm rồi nhưng mà nó đắt quá em không dám nhập về like được luôn ý. Em đang đeo em không bán ạ. Đấy cái này của em bán em đồ đấy em mua co 4 mấy nghìn, 4 5 nghìn sao ấy, nhưng mà từ năm ngoái rồi. Cảm ơn chị Tuyền Bích nhá mọi người. Vào lại với em nhá, Facebook mày lỗi không đọc bình luận, bây giờ vào mới đọc được đấy các chị này. Mọi người cố gắng tương tác chấm bài này. Chấm bài cho em, chia sẻ là chia sẻ like, thả tim, thả like. Đấy, tương tác nhiệt tình là nó sẽ không bị ẩn comment các chị nhá. Đây là tây bồng ren có màu mặc là màu nâu, đây là màu trắng và đây là màu be các chị ơi. Xem mọi người 129.000. Phong polo cái chị Quy Vũ polo này của em giá là 115.000 các chị ơi. 115.000. Có hai size là size M và size L các chị nhá. Đây là các chị ghi mã hàng là áo polo mọi người, hai size ML dưới 60 cân để các chị vừa nhá. Con này của em các chị ghi mã hàng polo trắng, polo đen. Con này quá hot luôn. Em bán không biết là bao nhiêu cái luôn, mấy trăm cái rồi mà bán đi bán lại mấy tháng trời nay mà khách vẫn cứ chốt ầm ầm. Ok chị 60 cân lấy size M là vừa. Con này to lắm chị ơi, size M thậm chí 62 63 cân vẫn vừa. Tại vì cái dáng này nó là dáng suông rộng ý mọi người. Nên là các chị mình yên tâm là cứ dưới 60 cân là có size vừa cho em, 60-62 cân. Đấy, bên trong các chị nhìn này, nó tay nó kiểu thiết kế lồng đèn nhá. Mặc lên form, mặc đi làm, công sở này, đi chơi này, đi tiệc tùng các thứ. Mình mix cho em, mix đồ rất là đẹp, rất là rẻ luôn. Chị Hoa Cỏ Mai em xin số với ạ. 129.000 áo tay bồng ren các chị nhìn hộ em cái form áo này. Mặc lên người rất là đẹp luôn các chị ơi. Đây em mặc với cả chân váy bò. Còn các chị mình kết hợp với em mặc với cả chân váy như em mẫu mặc ấy, chân váy đen đen ôm ôm ấy, kiểu chân váy bò chân váy zip ấy mọi người. Nó sẽ ra một phong cách khác, nó sang trọng, nó lịch sự hơn. Chị Bùi Thanh Hiền em xin số các chị ơi. 129.000 tay bồng ren mọi người. 129.000 đẹp lắm ấy. Thật sự luôn, hàng nhà em thật với em bán cho chị đợt này toàn hàng xịn luôn mà giá quá rẻ luôn các chị ạ. Toàn hàng xịn mà giá rẻ. Đây tiếp một cái mã tiếp theo các chị này.
Con áo này các chị ghi mã hàng là áo hồng cổ nơ nhá. Con này có 105.000 thôi. Đấy, ok rồi chị Đỗ Dung nhá, có hai size SM, áo mặc của em có hai size SM dưới 62 cân để các chị có size vừa nhá. Em có 3 màu. Màu em mặc là màu nâu, đây là màu be các chị ơi, đây là màu be cho em này. Màu trắng nữa. Chân váy bò dài qua gối ấy, hẹn mọi người hai hôm nữa nhá. Em thấy nhiều khách hỏi và em đang kiếm mẫu rồi. Nhưng mà giá tầm hơn 200 thì các chị mình đợi em đi. Đừng có mua chỗ khác thì đắt thôi. Em bán ra các chị hơn 200 mà nó bán cho các chị hơn 300 đấy. Đấy là hàng đẹp. Tối em sẽ úp ảnh nhá. Tối em sẽ úp ảnh nhá các chị ơi. Tay bồng ren, mọi người chốt đơn tay bồng ren cho em đi. Màu trắng này, màu be này với màu nâu, em mặc thử màu be nhá. Ở bên mặc thử áo trễ vai đi, không nhiều khách hỏi áo trễ vai quá. Rồi ok áo trễ vai. Mấy con áo tặng đằng sau lưng kia hôm nay về rất là nhiều hình, có 109.000 thôi. 57 cân mặc vừa size M em ơi, nhà chị con áo này dưới 62 cân là vừa. Set ren bao nhiêu? Set ren nào nhỉ bạn nhỉ? Set ren nào? Set ren nào nhỉ? Tay bồng ren đi các chị ơi, tay bồng ren cho em. 129.000 áo hồng đang cầm đi á. À rồi ok, thế mặc nhanh con áo này lên trễ vai nhá. Con áo này của em các chị ghi mã hàng là hồng cột nơ. Con này của em xem mọi người 105, nhưng mà cái hàng này không có size nên dưới tầm 57 cân thôi. Không, set ren đang Facebook hết hàng rồi em ơi. Hết hàng rồi, chưa kịp lấy về livestream mà. Bên đấy hết luôn rồi, tại vì người ta làm thử, người ta không làm số lượng nhiều ấy. Em mới nhắn tin lúc sáng lúc tối bảo đặt hàng phát là báo hết hàng luôn. 52 cân em cứ để cứ dưới 60 cân chốt đơn, còn mặc size gì thì đấy là sẽ có lẽ là việc của nhân viên là tư vấn cho bọn em sau. Em cứ lên đơn cho chị đi là để chốt đơn trước đi đã. Còn mặc size gì, mặc màu gì đẹp hay là như nào các chị cứ để lại cho em số điện thoại. Mai nghe máy thích tư vấn mấy tiếng đồng hồ cũng được. Cứ ấy thôi, cứ chốt đơn, mọi người lên số là có đơn thôi. Đấy, còn mai mặc size gì là đấy công việc của nhân viên thì em sẽ tư vấn cho các chị nhá. Đây, cái này các chị ghi mã hàng này cho em, con này xinh nhở. Con này các chị ghi mã hàng này cho em là áo hồng cột nơ. Xem mọi người trên live 105.000. Con này của em là free size dưới tầm khoảng 57 cân thôi. Cái này không có đến 60 cân được, cái form này tầm 57 cân nó không to như cái dáng tay bồng ren này đâu. Thì các chị lên đơn cho em xin số điện thoại là có đơn các chị nhá. Đây, ai lấy mã này các chị lên đơn nốt cho em đi, tay bồng ren 100. Chất này đó là chất kiểu vải đũi tơ nhá. Đũi tơ thổ ấy, cái chất rất là đẹp, rất là mát, thấm mồ hôi. Đấy, không nhăn, mặc lên người mùa hè này gọi là nói thật là không bao giờ no bị nóng luôn. Tại vì cái chất này là cái chất mát nhất trên đời luôn rồi nhá. Cái chất đũi là cái chất mát nhất trên đời luôn rồi. Đấy, ai lấy lên cái mã hàng nào tay bồng ren cho em nhá. 129.000 thôi. 129.000 hàng có size và nó đẹp như trong tranh như thế này. Các chị nhìn cái phần ren này. Ô đấy là ẩn comment rồi. Đến đoạn này là tịt ngỏm rồi các chị ơi. Thôi không thấy bình luận của ai này. Vừa lấy ra em phải thoát ra lại một lần rồi đấy. Các chị ơi mình hỏi hộ em một cái đi. Áo xanh tơ. Ok quần loe xẻ 160. Để em xem có phải do ẩn bình luận máy của em hay là do cái gì đây này. Bây giờ vẫn cứ lưu hàng 52 cân mặc size gì. Không nên bình luận của ai, thế mới tài chứ nị. Ok, chị áo trắng cổ Đức không phải thế đâu các chị ơi. Nó bị ẩn comment rồi các chị ơi. Sao số em đen thế nhở các chị nhở, đầu hôm bán hàng này cứ toàn bị ẩn comment. Đây các chị ghi mã này, các chị lên đơn cho mã hàng là áo polo. Không phải áo cổ Đức đâu, áo polo nhá chị nhá. Tay bồng ren 129.000 đi ạ. Ok chị Hoàng Nữ Quỳnh Nga, tôi chết rồi, lại bị ẩn comment đoạn đầu đọc bình luận, bây giờ nó lại mất bình luận rồi các chị ơi. Nám nào bây giờ. Em lên áo trễ vai nha các chị nhá. Thôi chịu chết rồi, bây giờ em bật lần thứ hai rồi không tắt đi được nữa rồi. Cứ được một tí nó lại bị mất bình luận. Áo hồng cột nơ đi ạ, 105.000 các chị ơi, hồng cột nơ 105, con này rất là xinh các chị nhìn, bao giờ hàng em thế. Em lựa chọn từ những cái chi tiết nhỏ nhất, từ cái cúc này. Đấy, từ đường may, quan trọng nhất là đường may chất vải. Đấy, với cả nó thật là em không quan trọng là hàng Việt Nam hay hàng Quảng Châu, cứ đẹp, cứ đường may chất vải đẹp là em bán cho các chị thôi. Mọi người ơi bị ẩn comment rồi, kiểu này chắc là thôi, chắc là thỉnh thoảng em không đọc được comment, không trả lời là do máy Facebook của em nên chân váy 160 em ơi. Thế á? Hải Yến thấy à? Chán nhở, thế này xem này thì biết làm nào. Nó ẩn như này thì bây giờ đọc comment kiểu gì đây các chị. Em một cái máy này thôi nhưng mà lúc nào cũng cầm trên tay như thế này à. Thôi các chị ơi mình thông cảm vậy nhá. Em không ai em trả lời chắc bị ẩn đấy nhá. Áo nơ vai màu nâu bao nhiêu? Nơ vai nâu là cái nơ gì? À áo vai bèo này là 180 chị ơi. Vai bèo 180 nhá. Vai bèo 180 thôi kệ nhá. Ẩn thì biết chấp nhận, thôi biết làm nào. Giờ em cứ like thôi các chị nhá. Quần sóc xanh lá chưa? À quần đến mai về đủ size chị ơi. Mai là về đủ size, hôm nay em lại đóng hàng đi hết rồi. Cái đấy em mới đăng ảnh lên các chị đặt đi. Tay bồng nâu vừa cầm 129 Phượng ớt ơi, 129 nhá. Mọi người đã cho em cảm ơn chị Nhật Trinh nhá. Ok Hoàng Tuyết Liên. Áo mặc ô cổ sen xanh hết hàng mất rồi nhá. Hoàng Tuyết Liên ơi, cổ sen hết hàng rồi. Ok chị quần loe xẻ. Chị Khang Nghi em xin số điện thoại các chị ơi.
Hồng cột nơ mọi người, hồng cột nơ đây nào, trễ vai nhá. Hồng cột nơ 105.000 thôi, các chị nhìn hộ em này. Xinh không mọi người, áo nhìn nó rất là tiểu thư luôn. Mà cái màu hồng này hồng cẩm nhá, hồng cẩm rất là đẹp. Bây giờ hôm nay thấy bình luận mỗi của khách quen đấy, em thấy mỗi bình luận của một chị Hoàng hoặc của Hoàng Tuyết Niên với mấy chị khách quen quen ấy, dáng áo đang mặc, dáng mặc nó là dáng thả suông, nó là dáng dài thôi bạn ơi, dáng dài đóng thùng thôi. 105.000 áo hồng cột nơ, mọi người chốt đơn cho em nhá. Hôm nay ẩn comment rồi, chết này sao bây giờ. Áo xanh ok, Thảo Vi này, tay bồng sọ có mấy màu, 3 màu nhá bạn ơi. Áo sơ mi xanh kia là 220. Em không biết làm sao luôn đây này. Đây áo trễ vai phải lên đây. Hồng cột nơ các chị ơi, 105.000. Chán nhở. Đấy một cái máy đọc comment, không không thấy comment của ai. Mọi người ơi, mọi người có cho em chia sẻ đi, các chị lên áo trễ vai nhá. Em lên áo trễ vai, các chị ơi lên áo trễ vai nhá. Lấy một cái máy đọc comment không thì không nhìn thấy ai luôn ý. Mọi người em xin một chút chia sẻ các chị ơi. Mới chia sẻ like nó có đâu bị ẩn, nó có đâu bị ẩn comment không nhỉ? Em cứ thấy có ai hiện lên danh hiệu người chia sẻ là không, nó không bị ẩn. Đồ bi biển tầm này em chưa bán chị ơi. Phong Paris tí em lên lại cho. Áo xanh kia, áo xanh kia của em kia là sơ mi xanh thôi. Sơ mi xanh đấy của em là hàng 220, lên áo trễ vai mọi người. Cái này cái chị ghi mã hàng là trễ vai nơ nhá mọi người, trễ vai nơ, cái nơ nơ xinh xinh này. Trễ vai nơ này của em là 145.000 ý ạ, 145 các chị nhá, 145. Đấy. Ừ. Thế thì em phải đợi tầm khoảng sang tuần, tầm 5 hôm nữa em ạ. Người ta hẹn chị 5 hôm nữa là có hàng, em cứ ấy nhá, bao giờ có hàng gửi thôi nhá. Mắc Zara nhưng mà hàng có mấy lớp ở chị Thủy? À không, nếu mà có hai lớp thì là đều là hàng loại 1 hết. Em lấy khác nhà thôi nhưng mà cứ hai lớp là hàng loại 1 nhá chị nhá. Đây đúng không? Tắc ta này không? Mắc có lúc là mắc Dio, mắc Zara, nó cứ mắc về hàng hãng đấy là loại 1 hết chị ơi. Nó có hai lớp là được. Nó cứ có hai lớp thì là hàng loại 1, còn một lớp thì là hàng loại 2 chị nhá. Đây áo trễ vai nơ các chị ơi. Đây hàng nó có nhiều loại tại vì em nó về nhiều đợt đi. Cái đợt có thể đợt đầu đợt sau ấy nó chỉ khác nhau cái mắc nhưng mà nó cứ hai lớp thì là loại 1. Còn cái hàng một lớp như thế này thì hàng loại 279.000 này. Nó chỉ có một lớp thì 79, còn hàng hai lớp thì là 145. Yên tâm nhé, em không có gửi hàng ấy đâu. Hàng chuẩn gửi cho các chị nếu mà có bị nó có đợt sau đợt đầu đợt sau thôi, nhưng mà cứ hai lớp là hàng loại 1 nhá các chị ơi. Ok, trễ vai nơ đen. Chị Huy Quan em xin số đi ạ. Tay bồng trắng tí chị mặc chân váy xếp ly có chị ơi, em có loại này. Hôm nay có các chị loại chân váy xếp ly này rất là rẻ nhưng mà đâu mất rồi nhỉ? Có bao nhiêu nhỉ? Để em nghĩ nào. Có 85.000 thôi. Tí em dô cho đẹp lắm. Form giống nhau hết đây chị ơi. Nó là cái này đây này. Yên tâm, form như nhau hết, nó chỉ khác nhau về cái mác thôi. Cái mác đợt đầu, mác đợt sau nhưng mà nó cứ hai lớp thì sẽ lại một chị đi bóc vào đi, có vấn đề gì chị có thể làm chị liên hệ với bên em nhá. Bộ mặc nhà có tí chị lên cho. Các chị ơi, và lại với em với. Tay bồng trắng bây giờ chị mặc nhá, chân váy xếp đi có luôn, bộ ở nhà góc kia tí lên cho. Đấy, à đến mai này các chị lên đơn áo trễ vai nơ cho em, con này các chị mặc được hai kiểu. Mặc để lên vai cũng được, lên vai thành một dáng cổ như này. Rất là xinh luôn, có như thế các chị luôn là hai màu. Là màu em mặc nó là màu đen và đây của em nó là màu xanh các chị nhá. À thế là đang bầu à. Bờ đam mặc em lại không bán. Trễ vai này của em cái phần này nó vải lụa chứ, còn cái này phần này là vải cốt tông. Nhưng mà là cốt tông tàu như là nó giá là 145 nên nó hơi đắt, nhưng mà các chị yên mời tặng kèm cái tang. Cái tang là chị giá là tầm 15-20 nghìn rồi. Áo lâu các chị ghi là tay bồng ren chị ơi, tay bồng ren. Áo nó mặc của em đang có hai màu các chị ơi, mặc được hai kiểu. Để các chị mặc được hai kiểu cho em là mình mặc lên vai, mặc để cổ tròn cũng được này. Nó rất là đẹp luôn, nó không hề hở hang tí gì, điệu đà cực kỳ luôn nhá. Chân váy nơ đen đang hết rồi, mai em về bổ sung hàng các chị, mình nhớ mã lên đơn cho em thôi. Em đăng ảnh lên rồi đấy, bây giờ không có hàng để like đến đâu các chị ơi. Đặt hàng em xin số điện thoại các chị ơi. Áo xanh phía sau, áo xanh sơ mi kia là hàng 220 các chị nhá. Mọi người lấy mã này lên đơn cho em, mã hàng là trễ vai nơ kèm màu kèm số điện thoại 145.000 các chị nhìn này. Hàng ảnh đăng như nào em gửi hàng các chị y như vậy luôn, hàng chuyển từ cái tem mác luôn các chị ơi. Trễ vai nơ. Màu xanh với cả màu ấy các chị nhá. Đây có chân máy thật đi của bạn này. Bộ mặc nhà có nhá các chị nhá, đợi em tí bộ mặc nhà có luôn.
Đây chân váy dập lim của loại này các chị ơi, 85.000 một chân thôi. Đấy, không biết bình luận của ai, tài thật cơ. Ok, sóc bò không kèm đai chị ơi. Ok, Phương Thảo, ok, Kiều Trang nhá. Chị Viner 145, chân váy bò xanh 160 chị ơi. Áo xanh phía sau kia em không mặc thử đâu. Đấy em chỉ thật chứ trước rồi em không mặc thử, em chỉ dơ tại vì anh mẫu có rồi ấy. Với cả thứ hai là làm cái đấy em không có nhiều hàng nên là cứ ai chắc chắn lấy à, ai mà mình ưng thì mình đặt thôi. Còn em nếu mà em mặc lên người không có hàng giả các chị luôn ý. Đây chân váy dập lim của loại này. Đấy, cái này rất là xinh luôn, chân váy dập ly mọi người. Đẹp, rẻ. Xem mọi người là 85.000 một chân nhá, mặc dài đến đầu gối chị nhá. Ghi mã hàng là chân váy dập ly 85k, em mặc các chị ghi là trễ vai nơ. Em qua mã tiếp theo, chân váy bò xanh đồng giá 160 chị ơi, đồng giá hết 160. Chân váy đen đó, chân váy bò đen, không phải bò đen, đấy là quần sóc bò chị ơi. Ok, áo ren nâu tay bồng chị Thu Thủy nhá. Chân váy dập ly 85.000, con này của em là hàng cạp chun. Cân nặng là dưới 60 cân các chị vừa nhá. Nó lưng thun, cái này dập ly rất là đẹp luôn, 85.000 một chân. Ai lấy ghi mã hàng ở chân váy dập ly 85.000. Đây ạ, các chị nhìn trong live các chị sẽ nhìn rõ cái chất vải của nó nhá. Chất nó kiểu chất gì nhỉ? Chất sạn sạn ấy, chất gì ạ? Nó dày dày nặng nặng. Cầm nặng tay lắm. Mặc lên cái đường dập ly này không bị hết mất gấp đâu nhá, không bị mất lép đâu. Vò ấy thoải mái, thả ra nó vẫn cứ về form như này thôi. Giặt máy giặt thoải mái cho em. Rồi hôm qua mẫu tiếp theo lên con áo thun hai mặt nhá. Ok chị Nhi Khôi, chân váy dập ly không có sai, đó là hàng cặp lưng thun không có sai chị ơi. 85.000 một chân thôi các chị, áo mặc các chị ghi mã hàng áo trễ vai. Các chị không thích mặc trễ vai thì các chị để lên vai, nhưng vừa mặc các mặc trễ vai cũng được này. Đấy, trễ vai này cũng xinh nếu mà các chị áo thích điệu nhá. Đấy, dây tim đeo các chị ghi là dây tim nhỏ 49.000 nhá, dây tim nhỏ 49.000. Hôm nay em có về các chị mấy cái mã dây các chị mình có thích không ạ để em lên. Đây ạ, dây chữ D này. Dây chữ D 49.000, cái dây này em bảo hành các chị 1 năm không bay mờ không han gì nhá mọi người. Đây là dây la mã này. Đây là dây cỏ bốn lá xanh này, đồng giá các chị 49.000 một dây nhá. Dây hạc cho các chị em này, hạc đen mọi người 49.000. Đấy, ai lấy các chị lên nó mã, nó hàng là dây kèm mã kèm số điện thoại là có đơn nha các chị nhá. 49.000 một dây thôi ạ. 49.000 nhá các chị ơi, em qua mã tiếp theo. À đây lắc tay này, em còn chưa đeo lắc tay để bán cho các chị đây. Lắc tay titan này mọi người này, 101 này. Nó bị ẩn comment, nhiều khi em không thấy comment không trả lời là các chị thông cảm giúp em nhé. Không đọc được comment các chị luôn ấy. Đây lắc tay này. Lắc tay của em đây là 101 này. Thắt lưng á, có, thắt lưng đang đeo của em là 60.000 chị ơi, thắt lưng đang đeo 60. Khuyên tay đang đeo không bán chị ơi, sơ mi xanh là 220. Ok chị Lan Chi, chân váy dập ly của em là 85.000. Bên em mặc thử chị sang mã khác nhá. Áo nó mặc các chị lên đơn là áo đi, áo trễ vai đi. Không cần mặc trễ vai cũng được, trễ vai mặc thành kiểu dáng như này. Gì? Không ăn thì sẽ đói à? Áo nó mặc của em là 145. Ok, ren tay bồng, dây tim đang đeo là 49.000 chị ơi. Sơ mi xanh kia là 220. Lên đơn em lên áo Paris nhá. Áo tay bồng mặc màu trắng á. Màu trắng cũng được thôi, nhưng mà màu trắng chị sợ nó bẩn. Cái gì nhở, chán nhở, chả nhìn bình luận của ai cả. Được nhé em ơi, kiểu trang đổi thoải mái. Thắt lưng có chị ơi, đây thắt lưng của những loại này. Đây các chị ơi, có những loại thắt lưng này nhá. Thắt lưng chữ GC ạ, thắt lưng chữ GC nhá các chị, đồng giá 60.000. Có mỗi cái này đắt nhất là cái này 70 này. Cái này là đắt nhất, cái này đai vuông ngọc này là đắt nhất này, 70.000 này. Dio xích mọi người, Dio xích 60 này. Nói chung là đồng giá 60.000 hết. Em mặc các chị ghi là chà là GC đá, đây là chà neo đá nhá. Đây là GC chữ, chà neo chữ. Cái này là nó có các chữ chữ ấy, 60.000 một giây. Đây nó ghép các chữ cái vào thành một cái như này này. 60.000 các chị ghi mã hàng các bạn là đai kèm màu kèm mã kèm số điện thoại bộ ngủ. Bò nó mặc là em các chị ghi là chân váy bò túi chị ơi. Chân váy bò túi nhá. Mã mới ạ, 160 chị ơi, chân váy bò túi 160. Nó bị ẩn comment. Trời ơi, giờ chữ D ok chị, 49.000 cho chị Nga Ngọc. Chân mặc các chị ghi mã hàng ấy là chân váy bò túi ạ. Nó bị ẩn comment chán nhỏ, em không đọc thấy bình luận của ai ấy. Áo màu sen á, áo màu xanh, áo cổ trụ với em lên nhá. Các chị ghi mã hàng này đai ngọc. Đai ngọc 70.
đai Chanel đá này, đai chữ Chanel này, đai Dioxic này, đai chữ nhá. Đây các chị nhớ là đi đai chữ cái đấy ạ. Ghi rõ là đai chữ cho em. Em mặc các chị ghi là GC đá, đồng giá 60.000 một đai. Đấy, ai lấy lên đai lên, lấy đai lên đai cho em. Bộ ngủ đây, bộ ngủ có mấy cái bộ pyjama mã cũ thôi. Ok, Thu Thủy trễ vai nơ, chị là Nan Ngọc Điệp Phú em xin số chị ơi. Chị Phương Thảo em xin số, dây tim ok chị 49.000. Dây tim dây D em để đắt hàng nhất, khách đang ưng nhất là hai mã dây này các chị này. Đây dây chữ D này. Đẹp cực. 49.000 một dây nhá các chị nhá, bảo hành 1 năm, 1 đổi 1. Nếu mà các chị đeo bị han gì, mình kiện lại với em cho các chị giả lại tiền hoặc là 1 đổi 1 luôn. Nếu mà bị han gì các chị nhá. Tiếp mã tiếp theo lên áo các chị, áo Paris nhá. Paris em vừa mặc rồi đúng không? Mặc lại nhá. Diệp Xuân ơi, bộ ngủ nếu mà em đợi lâu quá thì xem ảnh mẫu thì đăng lên đi, có đăng mấy cái mã bộ đấy. Chị Hoa Nguyễn em xin số sơ mi xanh, em có màu hồng à, màu đỏ với màu trắng, em chỉ đang bán mỗi màu xanh thôi. Màu đỏ màu trắng thì em chỉ đăng ảnh cho khách order thôi, tại vì em không thích bán hai màu đấy. Em bán đã bán mã gì em chỉ bán một cái màu màu đẹp nhất thôi, em không bán đủ màu đâu. Áo nâu kia của em một là ghi là áo tay bồng ren chị ơi. Đây chị lên đơn mã hàng là tay bồng ren, em mặc thử các màu khác nhá. Tay bồng ren này của em là 129.000. Em mặc lại nhá, còn em mặc lại không ạ? Em mặc các chị lên đơn mã hàng là áo Paris đi ạ. Xinh quá luôn. Đó là dạng kiểu tay hến có đệm vai, giá sale các chị trên line là 119.000. À đâu? À đúng rồi, 119.000 nhá mọi người. Chất liệu vải cốt tông tàu. Và thứ hai là nó rất là xịn sò, các chị túi zip này, xong lại còn túi hút ẩm cơ. Nếu cái nào các chị nhận hàng không có túi hút ẩm thì nó em hạ hàng hạ móc. Nó bị ẩn comment rồi không đọc được. Ok các chị ơi, dây chữ D 49.000, dây tim nhỏ này 49.000. Lắc tay đang đeo thì có cái lắc này chị ơi. Lắc titan tròn này, 101 này. Mấy lắc khăn mở kia em đăng hết mất rồi. Em mặc các chị lên đơn cho mã hàng là áo Paris nhá mọi người. Paris em đang mặc nó là màu hồng. Paris màu trắng này, một con áo này rất là dễ mặc luôn mà nó có đệm vai nên cầu vai mặc lên form nó rất là kiểu như là rất là đẹp với các chị, nhìn nó lạ lạ ấy mọi người. Cái này em đã bán từ năm ngoái rồi, năm nay vẫn đẹp. Ôi em cảm ơn chị Hồng Nhung nhưng mà nó bị ẩn comment, rất tiếc ẩn comment, nó trôi mất em không kịp ghim. Ok chị Lan Điệp, áo hồng sau đấy, đấy áo cổ trụ bây giờ chị mặc nhá. Nhà em bây giờ bán cho các chị toàn hàng cao cấp, mọi người cứ yên tâm đi. Thế là hết hàng. Nhưng mà đây toàn mấy bộ ấy thôi em ơi, đây giơ lại lần nữa nhá. Còn mấy cái bộ kiểu như là bộ 3D thôi, còn bộ lụa trơn thì phải đến ngày mai chị mới nhập hàng về thêm, đang hết sạch hàng, cháy hàng luôn. Đây ạ, bộ 3D vơ sạc, tất cả bộ 3D đồng giá 170. Silin xanh này, sọc này, vằn này, lấy cái vằn này đẹp này, Điệp Xuân này, vằn này. Thỏ xanh này, thỏ hồng này. Đấy cái này là bộ 3D cho em, bộ lụa 3D của em đây là 170 nhá. Bộ 7 màu này, bộ hoạt hình này, 170.000 bộ nhá Điệp Xuân ơi, lấy bừa có hai bộ đi. Đây, con này là hình con gấu kẻ nhá, 170. Còn những cái bộ dáng cộc, bộ gấm cộc đùi này chỉ có 125 thôi. Bộ gấm cộc đùi các chị nhá. Bộ gấm đùi 125.000. Ai lấy các chị lên đơn cho em kèm màu kèm số điện thoại nhá. Nó bị ẩn comment các chị ơi, nhiều khi em không em trả lời là các chị thông hết sức thông cảm nhá. Em không thấy bình luận của ai luôn ý. Áo mặc là 119.000 Paris mọi người ơi. Paris ạ. Đẹp lắm, mặc đi các chị, mặc đi biển nhá, mặc đi biển, mặc đi du lịch này. Còn rất là cần những cái áo mà kiểu như thế này, nó thoáng đấy là thoáng lách, nó thoáng nó mát, nó không có gò bó mà mặc lên người nó rất là nổi bật và nó trẻ trung. Đấy em mặc nó là màu hồng, đây là màu trắng này các chị này. Đây là màu be, các chị nhìn hàng xịn không? Tem mát, nó còn có túi hút ẩm cơ, lại còn có cả mấy cái đường may cơ. Gấm cọc đùi 125 Điệp Xuân ơi, nếu mà em thích những cái hàng đùi thì để mấy hôm nữa. Ừ cọc thì để mấy hôm nữa chị lấy thêm mẫu, mình lấy tạm cái gấm đi, gấm đẹp lắm, 125.000 thôi. Lên số đi em, lên số đi, nhân viên nó gọi để chốt đơn. Nó bị ẩn hết comment rồi các chị ơi, không đọc được. Đen trễ vai 145.000 chị ơi. Áo phông gần áo sơ mi hồng. Ồ đấy là phông hai mặt bên em mặc đấy ạ. Đây là màu nâu các chị nhá, áo Paris. Cứ nói nhiều rồi đấy, lên cơn ho. Đây là màu đen các chị, mọi người thông cảm giúp em nhá. Đây là màu xanh này. Đây là màu vàng. Để ai lấy các chị lên đơn mã hàng là áo Paris kèm màu kèm số điện thoại, 119.000 một áo. Mọi người mặc lên người rất là xinh luôn, 119.000 thôi các chị ơi. Paris lên em xin số điện thoại, áo hồng bây giờ lên đi ạ. Không cần cho địa chỉ chị ơi, nhà em gọi đi chốt đơn không cho địa chỉ đâu ạ. Sơ mi sau rồi, sơ mi gì. Đây con này các chị ghi mã hàng là áo trễ vai nơ, 145.000 các chị nhìn này. Hàng đang ảnh lên với hàng em like, thấy có khác một tí gì không ạ? 100% là ảnh thật nhá mọi người. Nhiều khi các chị mình không xem livestream inbox đặt hàng, mình đặt hàng theo ảnh cũng được. Đây ạ, các chị ơi, tặng kèm tag luôn nhá, 100
bao nhiêu nhỉ? Đấy tự nhiên lại đang nói đơ bố rồi quên mất giá rồi các chị. 100 bao nhiêu nhỉ? 145.000, 145 nha các chị nhá. Đây hồng cột nơ đây 105 này. Em lên con áo này các chị nhá, lên con áo gì nhỉ? Áo hai mặt nhá. Quần bom á, quần bom thì em còn nhưng mà chị đặt mã gì bây giờ không có mẫu để like đâu. Áo body vàng Nguyễn Hoa em xin số sơ mi LV phía sau 109 chị ơi. Nó cũng giống cái mã áo báo nhưng mà nó em mới về hình mới chị ạ. Đây con tay bồng này, mọi người thích con tay bồng lên lại nào, tay bồng này. Con LV các chị ghi mã hàng là áo tặng. Áo tặng em có mấy màu cơ chị, mi diễm áo này đẹp lắm. Áo này chất đẹp lắm chị ạ. Áo nâu rồi tí mặc đủ màu khác cho các chị xem. Đây ạ, áo tặng nhà em đây. Có hình vằn xanh này. Size ML vằn be này. À đây là LV, đây là báo này. Đây báo đây các chị ơi, hình báo này. Đấy, các chị ghi mã hàng là áo tặng cho em nhá, 109.000. Áo mà các chị ghi mã hàng là áo Paris ạ, Paris. Ok các chị ơi, mình thông cảm giúp em là không đọc được bình luận. Cảm ơn chị vợ của Lanh nhá, mọi người thông cảm giúp em nhá, không đọc được bình luận luôn ấy, nó bị ẩn. Áo mặc nhem đủ màu, em nên mảng màu cho áo hồng sau. Ok, áo hồng đây, áo cổ trụi. Để em lên lượt nhá. Rất hết sức thông cảm với em, không nhìn thấy không bình luận của ai luôn ý. Hôm nay Facebook làm sao bị lỗi. Em không đọc được bình luận của ai. Đây, con áo này đây ạ. Áo tặng mọi người nhá, 109.000. Áo mặc em giơ đây bảng màu em qua mẫu nhá. Giơ đây bảng màu em qua mẫu. Áo này các chị mình sơ vin đằng trước đằng sau cho em. Em đây em đang mặc cho nhanh thôi, em không có sơ vin đầy đủ được. Ok chị Paris nhá, bộ dưới sẵn sàn đi á. Bộ dưới sàn em vừa giơ rồi đấy, mấy cái bộ 3D này em vừa giơ rồi đấy. Còn đây là bộ gấm đùi. Đây là bộ gấm đùi cho em này, bộ gấm đùi 125.000, có màu hồng, màu xanh với màu đỏ các chị. Paris em đang mặc, em sẽ lên ngay các chị con áo này. Con áo này áo gì nhỉ? Hôm nay đơ đơ của gì nhỉ? Hôm nay áo gì nhỉ? Áo hai mặt, áo thun hai mặt nha các chị nhá. Thun hai mặt đằng sau là mặt thun dẻo, đằng trước là mặt lụa, nói chung con áo là đẹp lắm. Rất là lạ luôn. Paris em giơ lại bảng màu nha, em qua mẫu nhanh. Hôm nay là bị lên muộn vì là bị chân váy đồng giá 160 chị ơi. Ok, hồng hạnh nhá. Paris 119.000, màu em mặc màu hồng. Đây là màu vàng các chị này, màu vàng này. Đây của em nó là màu xanh này, màu xanh đẹp cơ, màu nào cũng đẹp các chị ơi. Con áo này mặc đủ màu được quá rồi luôn nhưng mà em đang vội nên không có quần bộ. Đây nó là giả váy đây em, đây nó chả là giả váy đây. Này. Nó là quần giả váy mà. Bên trong nó có đệm vai các chị nhá, rất là dày dặn luôn. Con áo này như năm ngoái em bán là 140 đấy. 140, 150 các chị nhá, Paris này. Màu vàng đẹp cực luôn. Đây màu vàng các chị này, xinh cực kỳ trắng da luôn, màu xanh cũng đẹp này các chị này. Áo Paris nhá, em không đọc được bình luận đâu các chị ơi, nhiều khi không thấy em trả lời mọi người lại cho em với nhá. Ok tí em giơ lại cho. Áo nâu bây giờ em chuẩn bị mặc đây. Cảm ơn chị vợ của Lanh nhá. Em thấy bình luận của chị rồi, cảm ơn chị, em nhận được hàng rồi rồi, không phải không chị? Rồi ạ. Paris chất nó là vải cốt tông, cứ tông tàu chị ơi. 119.000, hàng cứ dưới 62 cân này các chị chốt đơn. Con áo này nó là hàng phong, hàng form nó khá là thoải mái nên các chị 62 cân vẫn vừa luôn ấy. 61 62 cân vẫn vừa. Áo Paris mặc là màu xanh này. Đấy mặc một ít cái màu mà nó mà các chị sợ là nó lên màu, sợ nó xỉn da gì em sẽ mặc thử lên người cái màu lạ ấy. Những cái màu đặc biệt ấy, còn những cái màu cơ bản thì hầu như là ai cũng đã biết rồi. Đấy những cái màu đen, màu trắng rất là dễ mặc, em sẽ không thử nữa nhá. Đây đen trắng Paris này. Rồi là màu be với cả rồi màu nâu này, màu nâu các chị này. Paris nâu cũng xinh luôn, 119.000 dưới 62 cân các chị vừa. Lên đơn mã hàng áo Paris cho em các chị nhìn hàng này, đường may này, nó may bản cổ rất là xịn sò luôn. 119.000 ạ. Đây là màu vàng này. Màu be nữa nhỉ? Màu be đâu nhỉ? Đây. À đâu? Có một cái màu nữa, màu be em rơi chưa nhỉ? Ôi đang thiếu một cái màu. À đây màu be đây các chị ơi. Em qua mẫu nhá. Ẩn hết bình luận rồi. Ok chị ơi, lên đơn cho em, số điện thoại là có đơn. Hôm nay Facebook có lỗi các chị ơi. Không đọc được. Ok được nhá chị ơi, chị đến nhớ quần bom nhớ mã không chị? Áo xanh kia của em là hàng 22 các chị, ghi là sơ mi bèo xanh đi ạ. Đây, body này của em là body màu be các chị này. Em qua mẫu nhá. Áo thun hai mặt nên áo thun hai mặt nhá mọi người. Thun hai mặt nhá, em có màu be, màu trắng, màu đen. Con này của em 119.000. Các chị nhìn hộ em cái áo này, em đặt áo chụp cận chất rồi nhá. Yên tâm là hàng đăng ảnh như thế nào là hàng nhận hàng y như vậy. Đây, hai size ML, đằng trước là vải lụa, đằng sau là vải thun dẻo. Đấy, cứ dưới 62 cân chốt đơn cho em. Tang áo ở tang này nó tang da rất là xịn luôn, 119.000 thun hai mặt. Ẩn hết bình luận rồi, cảm ơn chị Linh Nuna nhưng không đọc được của ai. Ok, đổi thoải mái chị ơi. Bèo lệch vai một bên có chị ơi, chân máy bỏ túi ok chị. 51 cân lấy tầm size M hoặc size L nhá. Chân máy mặc của em là 160 ạ, chân máy bỏ túi nhá, 160. Đang đeo là 60.000 các chị ơi.
Đây Thun hai mặc đây đẹp lắm, mi con áo này mặc xuống lắm, mặc lên người nó mát mà thật sự cái áo là rất là lạ. Nó hai nó phối hai chất liệu vải mọi người, rất là lạ luôn. Đấy Thun hai mặc. Dây đang đeo thì kia dây tim này ạ, dây tim 49.000 mọi người nhá. Dây tim 49.000 Hot Girl đang bán là trăm mấy đấy. Thun hai mặc em đây có các màu này. Màu đen này, màu em mặc với màu trắng nữa. Đây. Thun hai mặt có cả màu trắng á chị ơi, ghi mã hàng là áo thun hai mặt cho em nhá. Các chị cứ đổi màu thoải mái, mai các chị kẻ muốn hủy đơn cứ như gọi nghe máy bảo em bảo chị hủy đơn thế là xong thôi. Sơ mi Quảng Châu cao cấp. Cả cao cấp mấy cái hàng 300 mấy em lại đang em đang chưa có hàng. Phong có áo phong nữa tí em lên cho. Áo sơ mi xanh phía sau là 22 ghi mã hàng sơ mi bèo xanh thôi chị ơi. Form thường chị ơi. Chị mặc tầm size M là vừa, chị ken chích nhá, nói chung cái này nó ấy mà. Đai em đang đeo là 60.000. Đai GC đá 60 nhá. Đẹp lắm, thun hai mặt mọi người chốt đi. Con áo này dễ mặc lắm ý, hầu như ai mặc được. Nó là dáng áo thun kiểu ấy mà nó nói chung là dáng suông nên là dễ mặc luôn. Màu trắng này, thấy các chị mặc với chân váy này, mặc với quần bò này, mặc với cả quần sock này đều đẹp luôn. Rất là dễ mặc luôn, các chị ghi mã hàng là thun hai mặt cho em kèm màu kèm số điện thoại. Cứ mặc size gì là sẽ có nhân viên tư vấn. Các chị ơi, party này form thường, không phải là form rộng. Đây là 62 cân vẫn vừa bởi vì nó là hàng chất liệu vải cốt tông co giãn mọi người. Đây là 62 cân thoải mái vừa. Còn 40 cân vẫn vừa luôn. Nói chung con áo này nó dáng kiểu đóng thùng. Nên là các chị cứ từ 40 cân đến 62 cân là chốt đơn cho em mã hàng áo Paris nhá. 119.000. Đai đang đeo của em là 60.000. Chân váy mặc 160 chị ơi. Áo xanh sau là áo nào chị nhỉ? Sơ mi xanh dưới 60 cân vừa chị nhá. Áo vừa rồi là áo Paris bạn ơi. Áo Paris 119.000. áo đệm vai. Đây là có đệm vai ở trên vai, nó có đệm rất là xịn luôn các em. Năm ngoái đã bán rồi. Em đã bán từ năm ngoái rồi. Ok, thun hai mặt 100. Anh Quân ơi, anh hộ chai nước cái. Ok rồi nhá. Nâu, đen và trắng. Đây các chị nhìn hộ em cái form áo này, xinh cực luôn. Đấy, con áo này nó dễ mặc lắm, mặc với quần bò, mặc với chân váy, mặc quần sock cho em nhá. Em nên mặc thử các chị sang mã khác nhá. Màu đen, màu nâu, màu trắng, các chị thích lấy màu nào lấy, mặc thử màu đen đi. Màu trắng em không dám thử đâu, màu trắng nó dính tí son cái là giặt là các chị ngửi mùi nước giặt, các chị tưởng giặt rồi, mặc rồi là em không bán được hàng nên là thôi. Em sẽ không mặc màu trắng nhá. Còn phong polo đấy, rất là nhiều khách hỏi phong polo. Thế luôn con này em bán đi bán lại biết bao lần luôn ý. Polo em còn 115.000. Polo 115 hai màu đen trắng, các chị ghi mã hàng là polo hai size ML dưới 60 cân. Rồi em qua mã tiếp theo. Chip ơi lấy mẹ chai nước. Thun hai mặt đi mọi người. Nó phối hai chất liệu vải 119.000 thôi, rất là rẻ. Ok chị dây tim 49.000. Cảm ơn chị Nga ngốc nhá. Áo em mặc là 119 chị ơi. Áo xanh đằng sau lưng kia là 220, ghi mã hàng là sơ mi bèo xanh. Đây các mã sau lưng em đằng sau đây. Với mẹ với mọ thuốc ho của mẹ đâu, mọ ngọn ho mẹ đâu. Thả mẹ ít. Nó ở cái vỉ ấy. Rồi cái lọ á như kiểu lọ xê sủi ấy. Không phải, đấy là lọ kẹo cao su. Thun hai mặt các chị ơi, 119.000. Không phải, ở lồng chuột đi con ạ. Ờ đúng rồi đúng rồi. Thun hai mặt 119 ạ. Ở bình luận rồi. Paris nhà em có hai à, Paris em có 5 à có 7 màu. Áo này em có hai size ML nhá các chị nhá. Cảm ơn chip. Ok các chị ơi, em không đọc được bình luận mọi người, nếu mà bị trôi mất mà em không trả lời là các chị thông cảm. Hôm nay Facebook lỗi các chị nhá. Áo vàng sau bộ ngủ độ ok rồi em nên cho. Áo vàng sau là áo nào nhỉ? Đây áo này áo tơ ngọc bạn ơi, áo tơ ngọc. Đấy. Đây này, đây là cái mã này. Thun hai mặt đi mọi người, màu đen, màu nâu với cả màu trắng. Thun hai mặt 119.000. Đây. 119 nhá mọi người, thun hai mặt 119. Không lấy bình luận của ai luôn ý. Các chị ơi, hôm nay làm sao ý, Facebook nó làm sao ý. Áo xanh 220. Ok chị nhá, thun hai mặt nhá, em có hai màu. À có 3 màu và nó có hai size ML, các chị dưới 62 cân là chốt đơn nhá. Ok, chị thun hai mặt là 119.000. Chất rất là đẹp, các chị nhận hàng hoặc được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận. Cảm thấy không đẹp thì các chị giả phí ship hoàn hàng về cho em. Đấy đã ship hay đến tận nơi rồi nên các chị đừng kỳ kèo tiền ship. Hôm nay gặp một con quả khách em mất cả buổi chiều em ngồi em chửi nhau với nó. Bực lắm ý mọi người, nhiều quả khách rất là hãm ý các chị ạ. Hôm nay nghĩ mà đến định phốt đi nhưng mà thôi, nghĩ là thôi. Không mất thời gian là với cái những cái thành phần đấy là thôi em không phốt đâu. Đây các chị ơi. Áo thun hai mặt 119.000.
được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận nhận hàng như trong live. Nếu mà các chị thấy cảm thấy là nó không giống livestream các chị có thể kiện em. Đấy nhá, 119.000. Ok rồi, hai màu. Cảm ơn chị. Rồi ok chị khó tính nhá. Cái này dưới 62 cân bộ lụa về chưa? Bộ lụa gì nhỉ chị nhỉ? Áo mặc ghi mã hàng thun hai mặt chị ơi, sơ mi xanh là 220 chị nhá. Sơ mi xanh này là 220. Áo hồng này các chị ghi cho em này nào. Thun hai mặt đây. Áo hồng này các chị ghi cho em mã hàng là áo hồng cột nơ 105.000. Ok Kim Phụng nhá, em thấy em bị ẩn comment các chị ơi, mình thông cảm cho em nhá. Đọc màu áo Paris ok em lên lại bảng màu. Đây con áo này các chị ghi mã hàng là sơ mi bèo xanh 220, hai size SM dưới 60 cân. Đây ạ, sơ mi bèo xanh chất liệu là vải thô mềm mọi người nhá. Đây các chị nhìn trong live như nào nhận hàng như vậy luôn. Hai size SM ạ. Sơ mi bèo xanh 220.000 nha các chị nhá, sơ mi bèo xanh 220. Sóc bò túi á. Đây mặc các chị ghi là chân váy bò túi á. Chân váy bò túi của em đây là giá là 160 nha các chị nhá, 160. Đây áo thun bèo hai. Đây các chị ghi mã hàng là áo thun dẻo. Ghi mã hàng là thun dẻo cho em. À quên, à xin lỗi. Em nhầm, cái này các chị ghi là vai bèo nhá. Thun dẻo là mã khác. Đây các chị yên đơ, đây cậu Covid. Đây các chị ghi mã hàng các chị là vai bèo ạ, 180.000. Thun hai mặt là 119.000 nha các chị nhá, 119. Ok chị, hai mặt có hai dây đeo, chị ghi là dây tim ạ. Em có nhiều loại dây lắm. Dây tim ạ, 49.000 một dây thôi chị ơi. Dây tim nhỏ 49.000. Em ngoài ra em có cả dây chữ D này. Dây chữ D mọi người nhá, dây chữ D này của em là 49.000 đồng giá hết này. Dây cỏ bốn lá xanh này. Dây la mã này mọi người này. Có nhiều loại dây lắm ạ. Đây, dây hạc đen này, 49.000 một dây các chị nhá. Các chị lên đơn mã hàng là dây kèm mã kèm số điện thoại. 49.000. Rồi em qua mẫu tiếp theo các chị lấy mã mặc lên áo vai bèo đi ạ. Vai bèo đang mặc của em đây giá là 180 dưới 65 cân các chị, 68 568 cân vẫn vừa luôn, cái này hàng nó siêu giãn luôn. Đây cả màu nâu các chị nhá, cả màu nâu. Ghi mã hàng là ghi mã áo vai bèo cho em 180. Ẩn hết comment không đọc được của ai, vai bèo có 4 màu chị ơi. Xanh bèo đăng á, kia xanh bèo đăng em chả đăng cái bài đó, xanh bèo là cái kia mà chị. Sơ mi bèo xanh cái Big Wing em xin số ạ, cho em số điện thoại đi các chị ơi. Ok ba đi tí em lên lại cho, sơ mi kẻ tay dài ok đếm lên lại nhá. Vai bèo nhà em có 4 màu các chị ơi, có 4 màu. Em mặc là màu be này, đây là màu trắng này, đây là màu đen. Và đây của em là màu nâu. Ghi mã hàng là áo vai bèo kèm màu kèm số điện thoại là có đơn các chị nhá. Vai bèo kèm màu kèm số điện thoại ạ. Chị nào có cái tang áo mình cài vào cho nó đẹp nhá. Đây, cái tang áo có thể những cái tang áo nhỏ nhỏ xinh xinh này các chị cài vào áo này. Nó có điểm nhấn ở áo nhìn nó sẽ xinh hơn. Vai bèo đi ạ, 180.000 dưới 68 cân. 40 cân thì 68 cân, tại sao 68 cân vừa? Bởi vì cái hàng này chất nó siêu giãn đấy mọi người nhá. 68 thợ khách em 70 cân vẫn vừa, nó giãn nhiều lắm các chị nhìn này. Nó giãn như này cơ mà. Đấy, béo càng béo mặc càng đẹp luôn ạ. 180.000 một áo ghi mã hàng vai bèo cho em. Sơ mi kẻ tay dài có thì chị lên cho, bị ẩn comment rồi các chị ơi. Không đọc được. Ok rồi các chị nhá, em cứ lên mã cứ để lại số điện thoại là có đơn. Ý các em không trả lời hết bình luận đâu. Nó bị hôm nay Facebook có lỗi các chị nhá. Mình cứ đọc, mình cứ đặt hàng lên mã còn là có đơn nhá. Đấy màu đen này, màu nâu này. À quên, màu be, màu trắng, màu nâu này. Vai bèo đi ạ, 180 với cả màu đen. Vai bèo 180 nhá các chị nhá. Vai bèo 180. Rồi em qua mẫu tiếp theo. Vai bèo 180 các chị ơi, chất liệu vải thun dẻo nhá. Áo Paris lên lại bảng màu nhá các chị nhá. Ok Phạm Tuấn Anh, ok Big Big này. Polo đen ok, chị áo cúc hồng sau bao nhiêu? Áo cổ trụ hồng kia là 145 em ơi, 145. Bẩn hết bình luận rồi, em không thấy một ai luôn đi các chị ạ. Khổ thân em thế, chị này ngày nào cũng bé là cũng có vấn đề luôn. Hôm nay các chị ghi mã hàng là cột nơ hồng 105. Em lên là áo Paris nhá, lên nó lần này thôi nhá, vì áo này em còn nhiều mã chưa lên lắm. Polo tí em lên lại luôn. Em mặc thử màu vàng đi. Paris nhà em đây là 119 ạ. Hàng có đệm vai nha các chị nhá. Áo hồng sau là áo đen cổ trụ. Ok mã tặng em lên đây. Ok Tuyết Nguyễn vai bèo. Vai bèo nhà em là 180, em bao giá toàn Facebook. Các chị mua con áo vai bèo này nếu mà không dưới cửa 240-250, những cái shop livestream ấy, thật sự luôn ấy. Các chị cứ giả lại hàng cho em. Ở đâu rẻ hơn các chị giả lại hàng cho em, được chưa? Nhận hàng bảo em ơi chị mua chỗ kia có, nó bán con như này thôi. Đấy, nhà em bán đắt giả lại hàng cho em thôi, không cần lấy cũng được. Đây các chị nhá, 180.000 vai bèo. Màu nâu, màu đen, màu trắng với cả màu be, màu nâu kia các chị nhá, 180. Qua mẫu tiếp theo. Em mặc các chị ghi mã hàng là Paris nên nhanh đi mọi người. Paris 119.
riêng em nhà em khẳng định giá nhà em so với chỗ khác không bao giờ có chuyện bị chỗ khác có thể rẻ hơn được nữa đâu, trừ khi là những cái shop lớn mà ngày nó mấy nghìn đơn nó lấy được số lượng gấp mấy lần hàng em, nó có thể được bớt giá hơn em, thậm chí còn lãi nhiều hơn em luôn ấy. Đấy, nhưng mà em bán kiểu ngày mấy trăm đơn em không so với người ta được. Đấy, thì em bán cái giá này các chị là giá rất là yêu thương rồi. Đấy, áo Paris cho em ạ, 119.000. Em mặc nó là màu vàng này, đây là màu xanh nhá, màu xanh các chị nhá, Paris 119 dưới 62 cân, màu đen này, màu trắng này, Paris ạ, màu trắng này, màu nâu. Các chị nhìn hàng em này, nó may viền cổ thật sự xịn lắm luôn đấy các chị, 119.000. Cột nơ hồng 105. Chân váy khác không á, chân váy thì em có chân váy dập ly. Cảm ơn chị nhá. Vâng, nhà em thật ra thoải mái, mà quan trọng là khách dễ tính, bên em cũng dễ tính lại thôi. Còn những khách mà có thể loại khách hãm thì bên em không bao giờ tiếp, thật sự luôn. Những chị khách rất là dễ thương, em không có tiếc gì hết. Thoải mái. Ok, mã tặng em lên lại cho ạ. Cái này các chị ghi mã này cho em, thậm chí em trả lại tiền không vấn đề đâu các chị ơi. Đấy, cái này các chị ghi mã hàng là màu hồng. Màu be nhá mọi người, em mặc là màu vàng. Giá em đang sale online các chị, giá là 119.000 ghi mã hàng, là hàng áo Paris cho em nhá. Riêng nhà em, khách ruột nhà em không tiếc một cái gì luôn. Còn những cái khách mà bom hàng rồi là kiểu khách hãm ấy, nhà em thật sự là em không muốn dây vào luôn, em không muốn bán, nhưng mà không muốn kiểu đổi trả các thứ. Nhưng mà riêng khách dễ thương, khách kiểu cũng không khó khăn thì bên em là rất là thoải mái. Đây là cái vấn đề đấy các chị không phải lo. Đấy, cứ có gì ấy là liên hệ bên em, cổ trụ hồng các chị ghi mã hàng cổ trụ hồng thôi. Đây là áo cổ trụ thôi chị. Ghi mã hàng áo cổ trụ ạ. Cái này ghi mã hàng là áo cổ trụ cho em 145.000. Em có màu hồng, màu trắng với cả màu nâu các chị nhá. Áo cổ trụ. Cái tang này là 50.000 này. Cổ trụ ạ, 145.000. 145. Rồi em qua mã tiếp theo lên các chị, con là áo tặng nhá. Ok chị Linh Tây. À ok, Linh Tây thì khách quen nhầm. Chân váy rút dây, em chưa có về rồi chị ơi. Cái áo này kiểu gì ấy nhỉ? Rồi em lên áo tặng nhé mọi người, lên lại áo tặng. Áo tặng này của em đây giá là 109.000 đi mà hàng áo tặng cho em nhá. Ok, mi diễm này, vai bèo nhà em là 180. Áo đen đằng sau là sock cái chân váy. À, nó là quần sock nhưng mà cái đấy còn mỗi cái size S thôi. Quần sock đấy có mỗi cái size S này. Đây áo tặng này ạ, 2 size ML dưới 62 cân. 62, 65 cân vẫn vừa luôn ý. Áo cổ sen á, cổ sen hết hàng rồi chị ơi, hết sạch không còn cái nào luôn. Màu đen sau là sock cái chân váy, đấy là cái quần. Rồi qua mẫu nha các chị nhá. Cổ trụ hồng, ok Nguyễn Hương em xin số. Cổ trụ hồng nha em có 2 size SM. Đây cổ trụ đấy ạ. Đây các chị nhìn kỹ chất nhá. Đây các chị nhìn đường ren khác hẳn chỗ khác luôn. Nhà chỗ em, nhà em là hàng chất liệu vải thô mềm, hàng chuẩn ảnh. Còn chỗ khác đó là vải sơ mi với cả vải vải tuyết, vải cát hàn ấy. Nó không phải hàng giống nhà em đâu. Cổ trụ nhá, có màu hồng với cả màu nâu. Có cả nâu nữa các chị ạ. Màu nâu. Đây là màu nâu các chị ơi. Cổ trụ hồng, cổ trụ nâu cho em ạ. Giá 145 nhá, 2 size SM các chị nhá. Cho em xin hiệu hấp nước cả. Ok chị, cứ lên số điện thoại là có đơn ạ. Rồi tiếp, áo mà các chị lên đơn là áo tặng hiện 109.000. Ok chị Kim Phụng. Tuệ Lâm em chốt đơn nhá. Áo xanh lá đây, áo sơ mi bèo xanh, sát lách trắng còn không, áo sát lách trắng ạ. Sát lách trắng bèo là cái nào? À, áo vai ngọc, áo vai sát lách ngọc em còn, chị ơi em còn. Sát lách ngọc đúng không chị? Em còn. Rồi đây ạ. Polo, đây là áo polo nhá mọi người. Polo nhá. Áo mặc các chị lên đơn là áo tặng đi ạ, 109.000. Tặng hình báo này, em có nhiều quên không báo màu. Em có mới mặc là hình báo đây, em mặc các màu luôn nhá. Cái áo này đang chạy số lượng, em mặc các màu luôn. Áo tặng ạ, 109.000, 2 size ML các chị ơi. Áo nâu có bèo ở sau bao nhiêu? Nâu có bèo, nâu vai bèo đấy của em là hàng 180 chị ơi. 180 chị nhá. Vai bèo 180 ạ. Con nâu cổ, con nâu nâu gen này đẹp này. Đây em mặc các chị sang hình LV này. Áo tặng hình báo hay áo tặng hình LV. Áo tặng hình vằn. Vằn em có vằn xanh với là vằn be. Áo phông đấy, áo hai mặt chị ơi. Hai mặt là 119. Em còn nhớ chị Xuân ấy ơi. Cái nâu khác xem mới á. Nâu khác là nâu nào chị?
đây ạ, LV đẹp cũng đẹp luôn các chị này. Đấy, xinh cực luôn, túi tặng kèm luôn cả cái tang ESL luôn nhá các chị nhá. ESL Chanel, nói chung là nó có 102 màu đấy. Áo tặng đi ạ, 109.000 mọi người. 109.000 thôi ạ, giá rất là rẻ luôn và chất đẹp lắm các chị. Chất liệu vải, vải lụa. Vải lụa kiểu lụa nó có mấy, nói chung là lụa tơ ấy, đẹp lắm. Không hề không, nói chung là không phải là kiểu dạng tơ tơ kia mà dễ xước đâu. Chất lụa đẹp lắm chị ơi, 109.000. Họa tiết em còn đi ạ. Ok, Nguyễn Mai. Đúng rồi, cảm ơn chị Kỳ Tạ nhá. Áo tặng LV ok chị nhá. Nhiều nó nhiều loại hàng lắm nên các chị mình phải cân nhắc, bởi vì nào, bên ngoài thị trường nó thường hay bán chạy, tức là không có shop ý, thì nó bán, nó có thể là nó bán cứ mẫu nào rẻ nó bán, nhưng mà nó không quan trọng là đẹp hay không, không quan trọng là đường may như nào, chỉ có là bán online mà các chị mình ship đến thì các chị cứ nhận thôi. Nhưng mà em bán ở shop là khách khó tính lắm các chị ơi, đến cửa hàng á người ta soi từng đường may từng chỉ luôn đây, các chị nhìn hàng chiếc eo này đấy, nó ly eo đẹp như thế này các chị hiểu không? Chứ còn cái hàng lưng thun mặc lên nó công nhận là dễ tư vấn cho khách, kiểu như là lưng thun co giãn mà thì bao nhiêu cân cũng vừa, nhưng mặc lên form nó không đẹp các chị ạ, thậm chí nó còn đắt hơn em bán ấy. Ok rồi các chị ơi, cái đấy riêng em nhập, cái đấy em nhập vào là hàng ấy nãy các chị được có 20.000. Nâu sen á, ok nâu sen tím lên cho chất đẹp lắm, mã tặng này các chị cứ lên, các chị mi riêng cứ nhận hàng đi, kiểu gì cũng hỏi em là còn hàng không đặt thêm cho xem. Chất nó vải lụa chị ơi, vải lụa, lụa van van thì nói chung là em không sành về chất vải, nhưng mà chất đẹp lắm chị ơi, hình vằn này màu nào cũng đẹp luôn. LV báo. Ok chị Lanh, set dây chuyền á, set dây chuyền em lại không đủ cả set rồi chị ơi. Áo hồng sen 145, con hồng tím 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 size gì á? Hồng tím size gì đấy, size SM, chị có hai size SM. Đây áo tặng em mặc các chị ghi là đây là hình vằn nhá, hình vằn này là vằn xanh. Nhà em là hàng shop nhá mọi người. Hàng shop nên là nó phải là đẳng cấp khác một trên một cái khác, chứ không phải là hàng chợ. Hàng chợ thì nó rẻ nhưng mà nó sẽ không phải là cái nào cũng đẹp. Nhưng mà hàng shop phải đẹp thì mới bán được ở shop, chứ còn nếu mà shop mà chất bán hàng chợ thì không ai vào mua, và shop mua ấy đâu các chị, người ta ra chợ mua yêu lành, riêng người ta xác định muốn mua hàng đẹp người ta mới ra shop mua nha các chị nhá. Em mặc các chị ghi là vằn xanh, đây là vằn me, màu nào cũng đẹp luôn. Áo tặng kèm màu kèm số điện thoại nhá, 109.000, 109 nữa là 101 nhá, có hai size là size M size L nhá. Vằn me đẹp các chị này, mặc lốt là vằn me nhá, em mặc là vằn xanh. Đấy, các chị mặc đi làm công sở này, mặc đi chơi, nói chung còn như em hay bán chuyên những cái đồ là các chị mặc đi làm. Ok chị nhá, em xin số với Jenny Bùi thôi. Áo này của em là cứ dưới 62 cân, là chị vừa size L. Đấy, thả ra cũng đẹp mà mặc sơ vin đẹp luôn, 109.000. Quần mặc là 160 chị ơi. Con hồng tím là con gì nhở? Con cổ tròn treo tường á. Đấy là con áo thun hai mặt chị ơi, thun hai mặt của em là 119 nhá, áo thun hai mặt. Đây là cái con áo này này. Đây ạ, nó có màu đen, màu nâu với cả màu quên, đen be với trắng chị nhá. 119.000 chị ơi. Đây, màu trắng đi ạ. Đây chị nhá, thun hai mặt ạ, 119.000 kèm số điện thoại. Đấy, em mặc lốt con vằn này, vằn be này, 109.000. Xanh lá cây là áo sơ mi bèo xanh em ơi. Đứng form. Vâng, chiếc eo có trắng chị ơi, chiếc eo 130 hàng loại 1. Nói chung các chị mình cứ mua cái hàng rẻ mà xem, nó khác hẳn luôn, không có hàng em mà giá đấy đâu. Ok chị Nguyễn Phương, áo tặng nhé mọi người, ghi mã hàng tặng. Chị Vân Anh em xin số ghi mã hàng là thun hai mặt đi ạ, thun hai mặt 119.000. Đấy. Paris nhà em có 7 màu cơ. Tí em rơi lại bảng màu cho. Đây chân váy cả dáng váy như này đi chị ơi. Đấy. Đẹp lắm mọi người ơi, con áo này mặc đi làm công sở quá đẹp luôn. Nói thật luôn là em là thiên về những đồ kiểu sơ mi với áo kiểu để các chị mặc đi làm đi chơi cũng được. Nói chung là đồ nhà em nó dễ mặc lắm, nó không có hở hang, nó cũng không có phải là cái đồ quá xì tin gì đâu, hợp với những chị mà kiểu như là những chị hay đi làm công sở là rất là hợp đồ nhà em đấy ạ. Đây các chị nhá, một vằn áo tặng này, em qua mẫu tiếp nhá, kéo em lên lại nhá, hay là thôi mặt em lên lại nhá, các chị có vẻ nghe vẻ thích kéo này. Đây đúng không ạ, thun hai mặt chị ơi, 119. Áo ba đi tí em dơ lại bảng màu cho. Cứ lên số điện thoại là có đơn các chị nhá. Áo tặng không mỏng, chị ơi mình cứ mua đi, chị cứ mình nhận hàng đi. Nếu mà chị thấy cảm thấy mỏng thì giả lại hàng cho em, không mỏng đâu. Nhà em bán hàng toàn khách mặc đi làm, mỏng làm sao mà các chị mặc đi làm được. Yên tâm, áo tặng chất đẹp, nhận hàng có bóc hàng kiểm tra hàng. Ok, Hồ Hải Đăng, quần vải hôm nay không bán mất rồi. Chị vẫn đang xin số đi chị ơi. Ok,
áo tặng vằn. Em là em thích bán cho những chị kiểu như chị có lập gia đình rồi, hoặc những chị mà tôi em không thích bán cho sinh viên đâu, thì em chỉ bán, thì em bán cho toàn những chị đi làm thôi. Tại vì hàng như em là em bán hàng đẹp nên là nhiều khi sinh viên giá các chị không, sinh viên thì không ra shop mua đâu, người ta toàn mua trong chợ sinh viên ấy. Thế thành ra là em bán ở shop là em sẽ không bán cho đối tượng, em không bán ở sinh viên mà toàn là những chị đi làm. Là như em sẽ đặt tiêu chí nên là hàng đẹp, chất đẹp là quan trọng nhất. Nó rẻ là chỉ là một chuyện thôi nhưng mà chất nó phải đẹp. Đây các chị áo tặng, mình cứ yên tâm đi đây các chị này. Mặc làm sao được, mặc đi làm thoải mái, em bán mấy năm nay cái áo đây rồi. Đây tặng báo này, tặng LV này. Áo tặng vằn be, áo tặng vằn xanh 2 size ML dưới 62 cân. Cảm ơn chị Mai Hà nhé. Rồi các chị ơi, ok Vũ Hoa nhá, quần đùi cỡ to em lại chưa bán, em có bán quần tắc ta chị ơi. Em có bán quần tắc ta, quần tắc ta là 79.000 chị nhá. Tắc ta đấy bên ngoài bán rẻ nhất là 85, em bán chị 79.000 thôi. Tắc ta 79.000 FML các chị nhá. Đây có cả màu màu be này, quần tắc ta 79.000. À quên, màu màu be, màu nâu, màu xanh lá cây. Đây xanh lá cây đây. Đây là màu đen. Đây ạ, xanh lá cây luôn các chị này. Quần tắc ta 79.000 thôi. Cái này thì hàng này hàng thời hàng ấy nên thành ra là cũng nó cũng rẻ. Đấy, cũng giống như chỗ khác thôi, ok chị nhá. Quần em mặc là 160 chị ơi. Áo xanh về sau 40 cân vừa size S chị nhá. Cảm ơn chị Mai Hà nhá. Đây em mặc các chị mã hàng là thun hai mặt đi ạ. Đây, thun hai mặt. Cái này các chị thả dạng đẹp luôn. Nó sẽ gồm các chị, cái áo này nó có gồm hai chất vải. Chất vải thun dẻo phối hợp phối với cả một cái chất vải lụa nhá. Mặc lên người form rất là đẹp luôn, rất là dễ mặc. Và đặc biệt cái chất này nó là mặc đi người nó mát nữa. Đấy, mặc mùa hè quan trọng nhất là nó là các chị mình đẹp nhưng mà mặc lên người phải mát. Nếu mà nó nóng mới bí bách không thấm mồ hôi, các chị mặc lên người chắc em cho em cũng không chịu mặc đâu. Áo lụa vàng á, lụa vàng là cái lụa gì ta các chị ơi. Rồi nhá, đây áo Paris, đây bảng màu nhá. Paris đây là màu vàng này. Đây là Paris màu be các chị nhá. Paris 119.000. Paris màu be này, Paris màu hồng này các chị nhá. Đấy, màu hồng này, xinh lắm ạ, 119.000 áo Paris thôi ạ. Đây là màu nâu. Màu nâu nhá mọi người. Đây là màu trắng này, áo Paris nó có 7 màu. Đấy, đây là màu đen và đây là màu xanh, hết màu rồi các chị ơi. Đấy, có màu xanh nữa thôi. Áo Paris 119.000 dưới 62 cân. 40 cân đến 62 cân, cái hàng này form co giãn này là bao nhiêu cân cũng vừa. Đấy, ai lấy mã mà các chị lên đơn áo tặng cho em nhá. Áo quên, áo hai mặt nhá, thun hai mặt 119.000. Thun hai mặt 119 ạ. Đen trắng. Đen trắng nâu. À đen trắng be. Áo lụa vàng là cái lụa nào nhỉ? Trên vai có chứ. Áo tặng nhé. Nó chỉ có 4 màu thôi. Lụa vàng là cái gì ta? Chân nó mặc 160 chị ơi. Không phải phông trắng thì đen đi bùi. Đây là áo thun hai mặt chị ơi. Thun hai mặt nhá. Thun hai mặt ạ. Đẹp lắm. Dưới 60 cân rồi các chị vừa. 60-62 cân. 119.000. Trên like như nào nhận hàng y như vậy. Thun hai mặt 119 kèm số điện thoại các chị ơi. Em qua mã tiếp theo lên nhanh nhá. Áo tặng 109.000. 109 quần là ghi ở trên mặt cái ghi là chị Đoan Tạ em xin số với chị ơi. Báo tay chun còn chị ơi, tay chun là 95.000 đang sale nhá. Trước bà 99 đây là sale 95. Thun hai mặt nhà em đây là 119 ạ. Các chị nhìn lại hộ em lần nữa này. Đẹp lắm ấy mọi người ơi, đẹp cực kỳ luôn, điểm 10 luôn. Con áo này thứ nhất là chất đẹp. Thứ hai là giá thành rất là rẻ, thứ ba là nó độc lạ các chị nhá. Đây nó gồm phối, đây đằng sau là mặt chất vải khác, đằng trước là chất vải khác. Nhìn một cái áo này làm gia công hơi bị tốn, hơi bị kỳ công đấy, chứ nó không có đơn giản đâu các chị nhá. Rồi em đây các chị con áo trễ vai đây. Áo trễ vai nhà em đây, trễ vai rất là nhiều khách hỏi đấy ạ. Có màu trắng, em không thích bán trắng. Em chỉ thích bán màu đen, màu xanh thôi. 145, ok chị cứ lên số bolo còn nha chị yêu ơi. Còn ạ. Ok chị áo trắng nút ngọc đi, nút ngọc là cái nào nhỉ? Đây ạ, áo trễ vai các chị mặc được hai kiểu. Để em mặc áo trễ vai cho. Đây, xinh cực, nó kiểu cổ thuyền nhá. Nó không có trễ hẳn như này. Nếu có trễ hẳn này cũng được. Trễ hẳn này cũng được. Hôm các chị mình mặc theo kiểu cổ thuyền cho em. Cổ thuyền là mình lên vai như này. Đấy, thì nó sẽ không nó không có hở quá. Đấy, mặc được hai kiểu nhá mọi người nhá. Đi làm công sở mặc được. Cái này nó không có hở, nó như kiểu cổ tròn đấy mà. Không có hở nhá. Trễ vai này của em có chị mã hàng là trễ vai nơ 145. Em mặc các chị với chân váy. Chân váy dập ly 85.000. Đây, em mặc các chị với chân váy dập ly 85.000 nhá. Polo còn, chị ơi tí em lên polo cho. Cứ lên số điện thoại là có đơn. Thun hai mặt là 119.000.
quần cùng với áo hai mặt băng có size không em? Có mỗi size S thôi chị ơi, polo đủ màu chị Hồng ơi. Đây chân váy dập ly đấy ạ. Em đang mặc chồng bên ngoài nó hơi bùng bùng. Chân váy dập ly này của em là 85.000 đấy, các chị mặc cái chân váy dập ly cho em nhá. Ui nhưng mà cái chân váy bên trong này của em nó ấy quá, nó chật quá. Nó bùng quá. Đây nó có cái đai này. Nó gồ lên này. Chân váy thôi em bỏ ra nhá. Cái này phải cởi quần ra cơ. Mặc chồng bên ngoài nó ấy lắm. Polo em đủ màu ạ. Áo cùng quần đấy em có mỗi size S thôi. Áo trễ vai 145, trễ vai nơ 45. Có hai màu là màu đen màu xanh, con này siêu đẹp luôn. 65 cân không vừa rồi chưa? Áo này của em tầm dưới 60 cân thôi. Có hai size là size S, size S và size M. Dây em đeo là 49.000 chị nhá. Dây tim nhỏ 49.000 chị ơi. Đây ạ. Đẹp nhỏ, màu xanh đậm ngọc rất là xinh luôn. Dây em đeo có chị ơi 49.000 mọi người nhá. 65 cân mặc cái gì chị nhỉ? Mặc cái gì vừa không ạ? Áo nâu xanh lá treo bao nhiêu? Áo nâu vai bèo là 180, sơ mi xanh lá bèo kia là 220 chị nhá. Ok, Vũ Thị Bích Hồng nhá. Áo nâu vừa treo lên bao nhiêu á? Cái này là 180 em ơi, 180. À cái này á, cái này là khung hai mặt. Khung hai mặt đấy của chị là 119.000 em ơi. Có màu đen nữa này, các chị nhìn cái tem mác này, nhìn xịn không? 119.000 thun hai mặt nha các chị nhá. Và màu trắng nữa. Em mặc các chị lên đơn nha, mã hàng là áo trễ vai nha mọi người. Áo trễ vai nhá. Đây mặc tụt thẳng xuống này cũng được. Nếu không các chị mặc kiểu của thuyền cũng được. Đấy, trễ vai này của em là 145. Tặng kèm luôn cái tag nhá. Cái này là chất liệu vải cốt tông tàu. Cái này là vải tơ nhá. Nói chung là con này xịn lắm, bên ngoài mua phải hơn 250. Em nếu mà các chị mua ở đâu mà rẻ hơn em, các chị chặt đầu em đi, rẻ cực kỳ luôn. Em là bán rẻ nhất, cái gọi là bán rẻ nhất cái Facebook này luôn rồi. Bởi vì em lấy số lượng nhiều và em lãi rất là ít. Em lãi cái áo được có chị có 20.000 thôi. Đây nha các chị nhá. Tặng kèm một tắc đà tắc ấy luôn. Chân váy đang mặc là 160. Ok chị, trễ em mặc các chị trễ vai nơ 145.000 tặng kèm tắc luôn. Em mặc là màu xanh. Đấy, bao nhiêu cân vừa? Dưới 60 cân, 62 cân chị Tú Viên ơi, có hai size ML nhá. Quần em mặc là dưới, quần em mặc tầm 53 54 cân thôi. Con này quần này mặc là nó size L, nó bé lắm, nó không giãn đi mọi người. Đấy, trễ vai mọi người chốt đi. Cái màu xanh xinh cực luôn. Lắc tay đang đeo chị kìa, lắc tay titan tròn nhá. 101. Hai mặt của em là tầm 60-62 cân. Nếu mà mặc vừa là dưới 62 cân, nếu mặc đẹp là dưới 60 cân. Tại vì nó giãn mà. Áo cổ vuông giống mực còn, thì cùng liên em còn. Đây ạ. Giống mực á. Đây đây. Đây chị ơi. 95.000. Em qua mẫu tiếp theo nhá mọi người. Trễ vai ạ, lóc tay titan đang đeo 101 chị ơi. Bảo hành 1 năm 1 đổi 1 nếu mà han gì. Em bảo hành đúng 1 năm cho các chị luôn, không han gì, không bay màu. Đây ạ, trễ vai à quên, áo rúm này, áo rúm 95.000 chị ơi. Áo rúm ngực à quên, đúng rồi, áo rúm ngực 95.000. Em mặc các chị lên đơn đi. Đấy, em mặc thử màu đen nhá, xinh lắm, thật đẹp lắm các chị ơi. Trễ vai nơ 145. Áo đá buộc dây còn màu đen. Ok, Rosie có hai size các chị nhá. Size S với size M. Đẹp lắm ý các chị ơi, con áo này thật sự luôn là đỉnh của chót luôn, đẳng cấp luôn ý con ạ. Các áo này em thấy bên ngoài là bán đó. Các chị ơi, con áo này bán bên ngoài bán tầm hơn 200. Em bán cho chị 145.000 là bằng giá sỉ trong chợ hàng 14 rồi đấy. Trong chợ là hàng 145 nhập luôn rồi đấy các chị ơi. Trễ vai rất là xinh nhá mọi người. Đấy, 145.000 cho em. Nhưng mà thử màu đen nhá. sau đó lên con polo. Sơ mi đũi còn chị ơi, 140. Nhà em đũi đẹp không bán cái đũi hàng kiểu hàng nó may mấy chục nghìn đâu. Nhà em bán hàng loại 1 các chị nhìn này. Đũi Zara 140.000. Đũi là tí em mặc thử xong, đũi Zara 140. Em toàn bán hàng đẹp, không bán hàng chợ hay hàng ở đâu. Em chỉ chơi hệ đấy thôi. Bán shop bán hàng đẹp thôi. Đấy, cái áo tặng LV 109.000. Đẹp nhỏ, màu đen nhá các chị nhá. Trễ vai ạ. Trễ vai nơ. Huyền Trang xin số đi. Chân váy chữ A còn đây. Tí mặc chân váy chữ A cho. Đây ạ, 100 thôi, theo các chị nốt là 149.000 nhá. 106 đấy, nhưng mà thôi nên hôm nay Facebook nó bị lỗi là em bán rẻ nốt 149 cho nó được ra đơn. Lại ít một tí cũng được nhưng mà có đơn là được rồi đây ạ. Chân váy chữ A tí mặc thử cho. Áo này về các chị ơi, áo của mẹ đi. Từ đấy em toàn bán cái đồ linh tinh. Trễ vai nơ, các chị đặt hàng lên số đi. Sao anh Ngọc còn nhưng mà sơ mi hồng 140. Sơ mi cổ trụ chị ơi 145.000.
không kèm tang nhá. Cái này không có không kèm tang đâu. Cổ trụ ạ, 145. Em bán các chị áo của mẹ. Cái này thật ra là không phải là áo của mẹ. Em thấy những chị mà tầm khoảng 30-40 tuổi các chị vẫn hay mặc cái kiểu này. Nó kiểu áo đá nhưng mà cái này thuộc hệ kiểu hàng trung tuổi ấy. À, em có bán kèm. Tại vì em lấy về cho mẹ chồng em mặc. Em tiện em dơ luôn, các chị nào thích mua thì các chị mua nhá. Áo của mẹ 120 một cái, bên ngoài shop đang bán là tầm khoảng 250. Đấy, đá nha mọi người, full đá luôn. Áo của mẹ đi ạ, 120.000 có đủ, có hai kiểu và có đủ màu. Ok chị nhá, thấy em không ạ? Chị không thấy. Nó bị ẩn comment ơi. Săn ách nút ngọc là áo chế vai ngọc đúng không? Thông cảm giúp chị nhá, nó Facebook nó lỗi không thấy được gì luôn. Không thấy, đây săn ách ngọc đây. Săn ách ngọc đây em ơi. 125.000 đây em cứ đặt đi. Săn ách ngọc 125. À không phải cái này, nhầm. Cái kia ngọc khác thôi. Không thấy em ơi. Cái ngọc đấy nó khác cơ, ngọc đấy nó đẹp hơn cơ. Đây tắc ta này các chị ơi, tắc ta 79.000 này. Đâu ấy nhỉ? Cái đấy sao đây ngọc nó đá đẹp hơn cơ. Nhưng mà chị không thấy. Em xem lại livestream cũ hộ chị với nhá, chị không thấy mẫu ở đây dơ rồi. Đây còn một cái đây rồi, đây. Áo của mẹ các chị ơi, 120. Áo xốp trễ vai còn. Các chị ơi, thỉnh thoảng em không đọc bình luận là nó bị ẩn comment em, các chị thông cảm bọn em với. Áo của mẹ đến 80 cân vẫn vừa luôn, nó có size to mà. Đây, áo đây em ơi. Áo sát anh ngọc đây em ơi. Đây nhá, 125.000. Áo màu vàng có cổ ngọc đó nhiêu, 220 ạ. Cái đấy ghi mã hàng là áo tơ ngọc. Riêng màu hồng sen là 208 nhá, màu hồng sen lấy nhà khác nó bị đắt. Còn những cái màu kia chỉ có 220 thôi. Đây, trễ vai nơ mọi người chốt đi. Trễ vai nơ mọi người chốt đi ạ, 145.000. Áo của mẹ em lên bảng màu nhá. Màu vàng ngọc đấy em mặc cho, sơ mi xanh 22 chị ơi. Ok, chị trễ vai nơ 145. Áo của mẹ nhá, đây này áo của mẹ các chị nhá. Thật ra đây là em chỉ lọc một ít hàng, một ít mẫu đẹp đẹp thôi là em lấy về em cho người nhà, người thân mặc, chứ còn em không có ý định bán, nhưng mà em cứ dơ rồi ai có nhu cầu mua cho mẹ mặc thì các chị ở nhá. Đây áo của mẹ đây. Đây là hàng của trung tuổi, em thấy của mấy các chị mà tầm 35 40 tuổi hoặc là 50 tuổi các chị hay mặc ấy. Đây này. Các cô các chị hay mặc đây. Đấy. Đây là Chanel. Áo của mẹ Chanel sọc be. Chanel sọc đỏ. 120 một áo ạ. Con này đến 80 cân vẫn vừa. Nha các chị nhá. Sọc đen. Đây là Dio, áo của mẹ Dio nó sẽ là phối ren ở sau cổ các chị nhá. Ghi mã hàng là áo của mẹ. Em bảo rồi, thật ra gọi là áo của mẹ nhưng mà các chị mà tầm khoảng 30 40 tuổi trở lên vẫn mặc được. Mặc nó còn sang là đằng khác luôn ý. Tại vì cái hàng này thì em thấy các chị hay mặc mà. Đi chợ thấy các cô mới tầm khoảng 40 tuổi hoặc 50 tuổi các cô cũng hay mặc. Nó thật là nếu chị nào cảm thấy mình mặc được thì các chị cứ chốt thôi. Đá rất là sang, nó phối ren các thứ, nó không hề già lắm đâu. Nói chung là nó hợp tuổi thôi. Ok, hỏi mã trả lời nó bị ẩn comment chị ơi. Thông cảm với em nha, không đọc bình luận. Hôm nay Facebook lỗi chị nhá. Ok, sắt anh ngọc 125, áo sơ mi xanh 220. Áo của mẹ 80 cân vẫn vừa. Ship đến cho mẹ các chị mặc thử luôn nhá. Thật ra con áo này để em mặc thử cho mà xem, em mặc nên cũng vẫn mặc được, nhưng mà nhìn nhìn nó không được trẻ trung thôi. Nhưng mà để mặc hợp thì vẫn hợp. Tại vì con áo này em thấy nhiều chị á đến nhà em mua đồ ấy toàn mặc cái kiểu này thôi. Em thấy nó không phải già đâu mà kiểu nhìn nó hợp tuổi thôi. Đằng sau lưng là phối ren này. Đây là hình Dio mọi người nhá. Như là áo của mẹ hình Dio và áo của mẹ Chanel. Nó có hai loại. 80 cân vẫn vừa. Đây áo của mẹ các chị nhìn này. Thậm chí em mặc lên người các chị mà mix đồ với áo đá nhìn nó rất là đẹp luôn, chứ không phải là không hề già. Đây là do mình mix đồ thôi. Áo của mẹ nhá, polo trắng có thì em mặc thử polo cho các chị xem. Áo của mẹ đi mọi người. Sơ mi xanh kia chắc em không mặc thử được rồi chị ơi. Áo tay dài xanh lá. Ok Chu Yến này. Trễ vai nơ 145 chị yêu ơi, 145. Đấy, ai lấy áo của mẹ mọi người chốt đơn đi. Áo của mẹ 80 cân vẫn vừa. Áo này là chất nó rất là giãn và mặc rất là mát. Cái hàng này em bảo với em mua cho mẹ chồng em mặc. Chứ em không có ý định bán, nhưng mà tiện em dơ lên, chị nào mình ưng thì em lấy hộ cho. Lấy hộ các chị luôn nhá. Tại vì cái này giá nhập của nó vào nó đã hàng nhập vào hơn 100 rồi. Em bán kèm các sản phẩm của em bán nhá. Tức là các sản phẩm em đăng like này, em bán kèm đấy, chị nào mình muốn mua tặng mẹ thì các chị đặt hàng. Em bán hộ, em lấy hộ cho. Đây. Cái này nó giãn nhiều lắm, này có 80 cân vẫn vừa. Rộng lắm các chị ơi. Đây sau lưng nó có hở ren này. Ghi mã hàng là áo của mẹ cho em nhá, 120. Áo của mẹ 120 ạ. Tiếp các chị ơi. Yên tâm mọi người ơi. Cho các bà về các cô các bà mặc thử luôn. Đây ạ. Dio be.
Đây là Chanel ạ. Đấy, áo của mẹ nhá. Chanel này nó phối ren ở phần vai. Đấy, áo của mẹ nhá mọi người. Mua tặng mẹ một cái. Bây giờ mình mẹ thì chắc là ít khi mua đồ. Mình có mua thì các bà mẹ mặc thôi. Đây ạ. Dior màu be, Dior màu trắng và Dior màu đỏ. Áo của mẹ nhá các chị nhá. Em qua polo nhá. Đây là Dior này. Đây là Chanel. Chanel trắng này. Đây là Chanel đỏ chị nhá, áo của mẹ cho em ạ. Và đây là Chanel màu be, chất rất là đẹp. Chất nó mát lịm luôn. Em ưu tiên là em phải lấy hàng, em mà lấy hàng đẹp về cho mẹ chồng em mặc mà. Nó đẹp, nó phải đẹp, nó phải chất mát em mới lấy chứ em không phải là không phải thích hàng rẻ đâu. Em phải đi lấy hàng đẹp. Đấy các chị nhá, em lấy hộ các chị thôi. Ai muốn mua dồn đơn, mua tặng mẹ thì các chị đặt nhá, áo của mẹ. Còn chị ơi, còn. Ok chị Viner, chị Tuyết Trần, nắc tay 101 chị ơi. Em qua mẫu nhá. Ok, kia chị Kiên Đỗ rồi. Thật ra là áo gọi là áo của mẹ nhưng mà những chị nào mà tầm 30 40 tuổi các chị vẫn mặc được. Đấy các chị nhìn mẫu mã này nó không hề già. Chẳng qua là em thấy nó không được trẻ trung những cái hàng em đang bán như này thôi. Đấy thì các chị mình có thể mình mua về mình mặc ở nhà mặc cho nó mát được. Đá đủ các thứ nhìn nó cũng đẹp mà, nhìn nó cũng sang mà. Ok, chị Kiên Đỗ rồi này. Đây nhá, tiếp này các chị này. Áo polo này. Polo 115. Polo 115.000. Ok chị bé Moon, mọi người cứ mua đi, áo của mẹ cứ mua đi. Cho các bà các cô về, các bà các cô mặc thử luôn. Nếu mà không vừa hay là không cảm thấy không ưng thì các chị cứ giả lại hàng cho em. Đấy em bảo em không ý định bán nhưng mà em cứ dơ gọi là được thêm bán được thêm cái nào thì bán em cho các chị gộp đơn về tặng bố mẹ gọi là có món quà gì đó nhỏ nhỏ đấy. Dây em đeo các chị kia là dây tim nhỏ nhá. Dây tim nhỏ của em đây là 49.000. Dây tim nhỏ 49.000. Đây polo các chị ơi. Polo nhá mọi người. Polo này của em đây là 115. Em có cả màu trắng này, polo trắng, polo đen. Polo 115.000. Đấy, có 2 cúp nha các chị nhá. Ok, bé Moon, lắc tay 101 nhá. Chị ơi, lắc tay em mà các chị, lắc tay Titan. Bao nhiêu một chiếc gì? Inbox, chị ơi, nhà em bây giờ nhân viên nó về mất rồi, mai nhá chị nhá. Ok, chị Thúy Hiền. Yên tâm, chị bảo em bảo các chị rồi về. Cho các cô mặc thử luôn, không vừa giả lại hàng cho em. Cái này mẹ chồng em cũng thế, mẹ chồng em cũng béo đâu có gầy đâu. Kiểu các cô bây giờ cứ hay bụng to ấy. Thời gian béo thì to cái bụng thôi. Bụng to với cả bắp tay to với ngực to. To lắm. To lắm các chị ơi, mặc lên người luôn. Chất nó còn mát cơ, nó giãn. Em bảo các chị rồi, không vừa giả lại hàng cho em. 80 cân thoải mái vừa các chị nhìn này. Nó giãn như này cơ mà. Đấy, mặc lên người rất là mát. Nhưng mọi người chất mát lắm. Em mua về cho mẹ chồng em nên em phải lấy hàng đẹp. Mà có 120.000 một cái thôi nhá. Polo 115. Các chị cần gấp mọi người gọi số chốt đơn nhà em là làm việc theo giờ hành chính là từ 9 giờ sáng. Ok, Thúy Hiền rồi này. 9 giờ sáng đến khoảng tầm 6 giờ chiều. Ok, dây tim nhỏ 49.000 chốt đơn chị nhá. Áo của mẹ hình Chanel chưa mặc đúng không? Em mặc thử lớp hình Chanel con áo này. Em rất là muốn các chị mua để về tặng cho người thân. Tại vì con áo này em bán kèm thôi. Em rất là muốn các chị mua thử bởi vì con áo này chất đẹp lắm. Chất đẹp. Mà giá thì các chị mình mua 120.000 cái áo. Em mặc lên người nó rộng như này nhưng mà các mẹ mặc thì đây, các chị nhìn này. Nó như này làm gì mà 80 cân không vừa. Mà cả cái lỗ ôm mà một tí cũng được, miễn là sao mà nó thoải mái, cái này chất nó rất là rát, rất là sướng. Các chị không tin mình cứ mua, mình cứ bóc hàng nó kiểm tra hàng nhá. 62 với nhà em 70 cân vừa, 80 cân vẫn vừa. Con áo này em thật là em hỏi rồi, size đại. Đẹp lắm chị ạ. Được cái mát rồi chưa? Lắc tay mặc các chị kìa, lắc tay titan ạ. Chị yên tâm, cho các chị mặc thử, cho các cô mặc thử luôn. Ghi âm rồi em lại, em cho các cô mặc thử luôn. Cảm thấy các cô không ưng thì các chị giải hàng cho em. Đây nhá. Đây là hình Chanel. Chanel thì nó không có hở lưng. Nó chỉ có hở ren ren đây thôi này. Đá ấy mọi người, phun đá hết luôn. Đá, phun đá luôn. Chất rất là mát, đây là hình Chanel. Rộng lắm. Em mặc đây nó còn hơi thụng thụng nhưng mà các không có sai. Nhưng mà cái này nó giãn nhiều, trời ơi. Áo của mẹ 120 nhá. Cái này là hình Chanel. Cũng có 3 màu là trắng đen với cả trắng đen với đỏ. Dio nữa, thêm cái nữa là hở lưng. Dio khác một cái là hở lưng thôi. Hở lưng ren. Em thấy các cô hay mặc cái kiểu này mà em thấy mấy cái cô mà mẹ của bạn em ý toàn mặc cái kiểu này thôi. Mặc cái kiểu đá đá như này. Xong rồi nó thỉnh thoảng nó có phối tí ren ren ý. Đây này, nó hở tí ren ở cổ. Đấy, nó hở tí ren ở cổ. Nó đá rộng lắm các chị ơi. Nó giãn nhiều lắm này. Cái này làm gì mà 80 cân không vừa. Đấy, mặc nó hơn là mặc cái cả nó ôm nhưng mà nó vẫn là rất là giãn.
các chị nhá. Ok rồi, em qua mẫu sơ mi xanh kia chắc em không thử đâu, em chỉ dơ thôi. Đấy. Áo của mẹ 120, có hình tràn neo, hình dio vào, đều có ba màu, và sọc đen, sọc trắng với cả sọc sọc be các chị nhá. Đây là sọc trắng này. Đây là sọc be này. Hình nào cũng được, hình nào cũng đẹp. Có một cái hình dio nó hở lưng, còn hình tràn neo nó hở tay. Ghi áo của mẹ cho em nhá, 120. Đấy, em nói thật là các chị cứ mua thử về tặng bố tặng bố mẹ. Chỉ cần một cái món quà nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó thật là các bà thích lắm. Nó đẹp mà. Em qua mẫu nhá. Lên các chị con áo gì nhỉ? Sơ mi xanh á. Lắc tay chất titan, chị ơi chất titan. Ok, Nhật Hoàng. Polo đen, polo trắng ạ. Rồi em lên áo polo trắng nhá. Áo phông trắng sau em á. À đấy là con áo hai mặt nhá chị ơi. Lắp titan 101 nha mọi người, nhìn hộ em này. 101 ạ. Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 1 năm. Nếu mà các chị đeo nó bị han gì, các chị quay lại đây kiện em khiếu lại. Bảo em bảo hành 1 năm. Nếu mà nó đây chị đeo bị han gì đây, đến cho chị khác. Và các chị giả lại tiền. Cho các chị đổi thoải mái luôn. Nếu mà thích em giả các chị lại tiền. Polo của em có hai size ML các chị nhá. Đây là màu trắng này. Đấy, polo của em đây giá là 115.000 thôi ạ. Polo 115 2 size ML. Áo phông trắng đấy là áo thun hai mặt chị nhá, thun hai mặt. Em qua mẫu tiếp theo. Các chị lên quần tâm không ạ? Ok, Nguyễn Lam, mọi người mua áo của mẹ đi. Mua có 120.000 cái áo về tặng mẹ, nói thật các bà thích lắm, không cần phải tiền nong gì, cứ chỉ một mua quần áo đấy là các bà thích. Em thấy toàn mua quần áo cho mẹ em. Em tặng tiền thì các bà không lấy, nhưng mà cứ mua quần áo là mặc. Nếu mà không mua thì chắc cũng chả mặc, cũng chả đi mua luôn ấy. Trên mày đấy là 160 chị ơi. Polo ok, gen chích nhá. Áo xanh xong em bao nhiêu? 220. Lóc tay em đeo là 101 chị ơi. Lóc tay 101, lóc tay titan ạ. 101 nha chị nhá. 101 ạ. Sơ mi xanh kia chắc em không mặc thử lên mình dơ chị ơi. Sơ mi bèo xanh này của em là hàng 220 chị nhá. Sơ mi bèo xanh 220. Em có cả bộ của mẹ cơ, nhưng nó đang hết màu. Các chị ơi, các chị muốn xem bộ của mẹ không? Bộ của mẹ là 99.000 luôn, 100.000 bộ luôn. Em định bảo là đáng lẽ là 100 mấy nhỉ? 105 nên thôi, bán cho chị nốt 199.000. Đây mấy cái bộ của mẹ em thế này, 99.000 bộ. Dưới 60 cân. Đấy, những cái bộ này cũng đẹp này, phải lanh này. Kiểu các bà tầm U60 trở lên ấy. Ok chị Hồng Vân nhá. Áo xanh sau là 220 chị ơi. Nhưng mà bộ của mẹ có mỗi bộ, hôm nọ khách em đem định để mang về quê nè, khách vào đấy bảo là, em ơi em có bán không. Đấy mà xong cuối cùng mua về hai bộ, bỏ ra chất đẹp quá mà. Là em bán là ở em bán là 150 bộ đấy, nhưng mà chị vẫn thấy đẹp bởi vì ở ngoài shop mấy cái chỗ chợ người ta bán đã 178 rồi. Có chị ơi, à bông tay không có, dây chuyền đen chỉ có dây chuyền thôi ạ. Dây chuyền chữ D đây chị ơi. Em chỉ có dây không có bông tay. Đây chị nhá. Nó không lắc, nó không xuống này. Trễ vai đó, vải cốt tông tàu Phương Nghi ơi. Đây dây chữ D đây các chị ơi. Đây ạ. Dây chữ D đây chị nhá. 49.000 thôi ạ. Sơ mi xanh có bán nhưng em không mặc thử đâu ạ. Vừa chị ơi. Tay này em đeo nó đã rộng như này rồi mà. Em đeo nó xuống tận giữa này cơ mà. Chân váy ở áo xanh là 160 chị ơi. Váy bò nó mặc ở 160 luôn ạ. Ok, lắc đi tan chị luôn rồi. Sơ mi trắng cổ Đức là cái gì nhỉ? Áo LV phía sau là áo tặng nữa. Đây là lấy áo polo, mọi người lên đơn đi. Polo trắng nhá. Polo trắng, polo đen giá là 115.000, 2 size ML. Em qua mẫu tiếp theo này. Qua mẫu nha các chị nhá. Áo LV phía sau là áo tặng. Áo tặng đấy là 109.000 các chị ơi. Đây áo tặng đây, 109. Em lên con áo tơ ngọc kia nhá. Chị Ánh Thiết em xin số đi chị ơi. Hay là ai có đơn ghi rửa đơn cho em với. Cái này các chị ghi là áo tặng 109.000. 109 2 size ML dưới tầm 60-65 cân. Ghi vẫn vừa là 65 cân các chị cao. Đây ghi mà hàng áo tặng cho em. Ok chị Hồng Nguyễn, polo là 115. Đây ạ. Đấy, đẹp cực luôn. Mặc đi làm công sở mà kết hợp với quần baggy, mặc đi làm công sở rất là đẹp luôn. À lên mã các chị lên đơn cho em đi. Áo tặng nhá mọi người nhá. Em mặc nó là tặng LV 109.000, tặng kèm tag luôn. Tag này là tag ISL. Tag này là tag Chanel, nói chung là nó khác nhau mỗi cái tag áo thôi. Ở đây là vằn be này. Đây là báo này. Đây là vằn vằn xanh, à vằn xanh, vằn be, vằn báo. Em qua mẫu nhá. Đây chị con áo siêu phẩm này. Đây này. À.
em lên lại con áo tay bồng đi nha, lên con áo trễ vai nơ rồi lên con tại rồi. Ok chị em tắt nhạc nhá, không nghe rõ hả mọi người? Bật nhạc cho đỡ buồn ngủ. Chân váy bò em mặc 160 chị ạ. Em bật nhỏ rồi nhá, thắt lưng mặt nhỏ mặt đá ra hịn hịn tí không á. Em chỉ có thắt lưng đang đeo 60.000 thôi chị ơi. Em có đai lưng đeo 60 thôi ạ. Dây chị, kiểu khác không? Có, em có các màu em đăng Facebook với chị. Áo tặng 109.000, 2 size ML các chị nhá. 2 size ML áo tặng 109. Có hình LV, hình báo, hình vằn be và hình vằn xanh. Đây lên các chị con áo này. Con áo này siêu đẹp luôn. Tay bồng ren. Đây là cái mã này. Các chị ơi, đây là cái mã này. Đây lên con áo tay bồng ren nhá. Đây áo Celine, Celine vẫn đang bán, vẫn đang chạy số lượng. Dây xích 75 em đang còn mã khác thôi. Ok, fan fan. Dây xích em còn cái loại này thôi chị ơi, loại kia hết mất rồi, nó đang bị tắt liên, nó không về chuyển hàng các chị ạ. Đây em còn loại này. Nó cũng gần giống thế nhưng mà nó khác mỗi cái là nó không có chữ D ở giữa thôi, nó thay đó là bằng cái dây xích thay bằng là cái gài gài thôi chị ơi. Đây chị ơi, dây xích đi ạ, 75.000. Đây ạ. 75.000 một dây ạ. Quần đùi phồng còn chị ơi, đùi phồng nhà em còn. Đây chị ơi, bây giờ lên 160 chị nhá. Bây giờ nó kiểu các chị biết tình hình Trung Quốc bây giờ tắc biên ấy là nó đều tăng, bị tăng giá hết. Cái này bị tăng lên mất 15.000. Em cũng chỉ tăng cho chị có 10.000 thôi. 10.000 bên ngoài là bán 200 mấy thì em nó sẽ tăng 10.000 cho chị, cũng là quá là bình thường luôn ấy. Quần đùi phồng em có màu xanh, màu trắng với cả màu đen. Phồng trơn. Sơ mi vàng ngọc bây giờ em mặc nhá chị nhá. Áo tặng, ok chị, áo tặng nhà em đủ màu. Cái gì xanh chị nhở, ok. Áo tặng đang mặc các chị ghi là tặng LV, lắc chân em. Lắc tay, lắc tay, chân đeo được hết mà chị. Tay chân đeo được hết mà. Nó chỉ có được lắc điều chỉnh ý, mình đeo được nhá. Lên con áo này các chị nhá. À con áo kẻ đi. Con áo áo kẻ nơ nhá. Áo kẻ nơ này của em là 149.000. Ok, Thúy Đoàn này. Áo tặng là 109. Có hình LV, hình báo với cả hình vằn. Đây, con áo kẻ nơ này của em là tầm 56 cân. 56 cân quay đầu, cái này form không có to lắm đâu. Có 2 size ML, 56, 57 cân. Áo kẻ nơ của em đang sale các chị giá là 149.000 nha các chị nhá. Kẻ nơ 149. Đai chun đi á, váy bò em đang có mỗi cái này. Em sẽ gửi giao tiết kiệm chị nhá. Dây chuyền có tata đen sau lưng là có hai loại. Một loại là 79, một loại 79 đấy ạ. 79 là loại có một lớp. Còn 145 là hàng hai lớp chị nhá. Đây 79.000 một quần. Ghi mã hàng là quần tác ta cho em nhá, 79.000. Quần tác ta 79.000 có túi nhá các chị nhá. Tác ta 79. Chân váy em đeo 160 chị ơi. Em ở Gia Lâm Hà Nội chị nhá. Đây ạ. Xinh cực luôn. Đấy, áo kẻ nơ các chị ơi. Áo kẻ nơ mọi người ơi, 149.000. Không, mang nhận được hàng đâu ạ. Không nhận chỗ em á, gửi bên Viettel vậy. Vòng nó đeo ở Titan đúng rồi chị ơi. Vòng đeo ở Titan thì nhá, em lên có chị con áo tay bồng nơ này. Lên các chị mấy con áo trễ vai nhá. Áo bò nữa. Chị có gửi Viettel nữa mà. Ừ, Viettel vẫn gửi được. Ok chị Lương Hiền nhá. Váy bò em có mẫu váy đang mặc với cả con mẫu váy bò rách kia thôi chị ơi. Trên váy bò mặc cả 160 chị nhá. Đây áo kẻ nơ 149 các chị này. Hai size là size M với size L các chị nhá. 149 ạ. Cái này nó kiểu áo thua là áo kiểu. Đấy, áo vai bèo này, trước đấy mọi người chốt cho em áo vai bèo đi. Vai bèo 180. Em lên con áo tay bồng ren nhá mọi người. Lại con áo tay bồng ren. Tay bồng ren này em là 129.000. Phong banda trắng với nâu. Cái đấy là áo hai mặt. Ghi mã hàng là thun hai mặt chị ơi. 119.000 chị nhá. Không ạ, chỉ có size ML thôi chị ơi. Titan không có khóa, nó chỉ có cái nút bấm thôi chị ạ.
nó có nút bấm. Đây nó có nút bấm lắc lắc, mình mở ra mở vào này. Titan này em bảo hành một đổi một trong vòng 1 năm. Nếu mà các chị đeo bị han gì các chị đổi lại cho em. Em bảo hành 1 năm cho các chị luôn. Em đã đeo rồi mà khách nhà em mua từ được Tết đến giờ luôn ấy. Có màu trắng nó là hình chữ H chị nhá. Vòng đeo ở 101 kia vòng Titan ạ. Ok kẻ nơ chị Phan Phan. Áo nâu. Hàng Việt Nam cũng có, Quảng Châu có. Cái này em hàng Quảng Châu chị ơi. Cái này là hàng Quảng Châu, có 2 size SM. Còn cái áo của mẹ của em là hàng ở mà như là hàng Quảng Châu. Áo của mẹ em là hàng Quảng Châu. Hàng Việt Nam em có mấy cái mã kiểu hàng Mark QP, Mark Quỳnh Phú gì thôi. Nhưng mà nó là hàng đắt không có rẻ đâu các chị. Nhưng mà nói chung là nhà em đều đa số hàng Quảng Châu hết nhá chị nhá. Hàng Quảng Châu hết các chị, mình cứ bóc hàng, quan trọng chất vải mà. Thật ra hàng nào mà chả được các chị. Quan trọng là chất nó đẹp hay không thôi. Nhiều khi hàng Quảng Châu chất nó xấu bỏ xù ra. Hàng Quảng Châu chất nó cũng xấu bỏ xù ra, không phải cái hàng Quảng Châu là hàng đẹp đâu. Các chị nếu mà tư tưởng là cứ hàng Việt Nam là hàng xấu thì không phải đâu ạ. Em bán cái quả hàng Việt Nam này. 200 tấn, 200 mấy với cả 300 mấy cái áo. Đây là hàng Việt Nam đấy các chị này. Nhưng mà nó là hàng cao cấp. Đấy 220.000 cái áo các chị này. Chữ Việt Nam nhưng không phải hàng Quảng Châu, nhưng mà nó hàng đắt lắm. Nó nhập đắt lắm luôn ý, nhập vào toàn 200 mấy thôi. Rồi em mặc các chị ghi là áo tay bồng kẻ nơ, riêng con này em mặc là hàng Quảng Châu các chị nhá. Mình cứ bóc hàng kiểm tra hàng, còn hàng gì các chị mình cứ bóc ra mình tự cảm nhận. Đấy, nhiều khi hàng may xưởng cũng có mà nó cũng nói là hàng Quảng Châu, nhưng mà thật ra là các chị không phân biệt được đâu. Thậm chí em lấy hàng cũng em chả phân biệt được cơ. Em có thấy nó đẹp này em lấy về em bán thôi. Người ta bảo hàng gì mình biết hàng đấy thôi. Đây các chị nhá. Áo mặc các chị lên đơn mà hàng là áo tay bồng ren đi ạ. Cái này em cài cho dây luôn. Tay bồng ren mặc là 129.000 các chị ơi. Sóc đen khóa phía sau còn mỗi size S thôi. Tin nhắn ngày mai bên em sẽ có nhân viên check chị ơi. Áo mà các chị ghi là áo tay bồng ren nhá. Áo này của em là hàng Quảng Châu. Chất của nó là chất liệu vải kiểu dạng vải tơ đũi. Nó rất là mát, nó không bị nhăn, thấm hút mồ hôi tốt. Giá thì có 129.000 thôi các chị nhá. Đây. Ôi, đẹp nhờ các chị nhìn này. Xin mọi người ơi, tay là tay lồng đèn nhá. Em có màu mặc là màu nâu, ghi là tay bồng ren các chị nhá. Màu nâu này, màu trắng này, với cả màu be. Ảnh mẫu mặc em có đăng rồi các chị nhá. Đây, các chị ren này, xinh cực luôn. Size S và size M các chị nhá. Sóc đen khóa về sau là em còn mỗi cái 160 em xả lốt, mỗi size S thôi. Áo mặc dây đang đeo của em là 101 chị ơi. Áo kiểu tay bồng 60 cân vừa size M, con áo đây là form khá là to chị ơi. Áo trắng Chanel bao nhiêu, trắng Chanel là cái nào nhỉ? À đây á, Celine chị ơi. Con này các chị ghi mã hàng là áo Celine cho em, Celine hồng, Celine trắng 139.000 em bán quá nhiều rồi. Em không muốn lại nữa luôn, bán quá trời luôn. Đấy khách nhận hàng mình cứ bóc hàng kiểm tra thoải mái cho em, con áo này hàng rất là xịn sò luôn, hàng Quảng Châu nhá. Nói chung nhà em đa số 99% là hàng Quảng Châu, hàng Việt Nam chỉ là một phần thôi. Nhưng mà đã là hàng Việt Nam em chỉ nhập hàng đẹp thôi. Đây hàng Việt Nam đây này các chị, nhìn một quả áo 240 này. Đấy, hàng Việt Nam em bán toàn hàng hơn 200 thôi, tại vì nó là hàng cao cấp mà. Việt Nam em chỉ chơi hệ cao cấp. Còn đa số mình chơi hàng Quảng Châu, nhưng mà các chị mình cũng bỏ tư tưởng là hàng Việt Nam là hàng xấu đi. Hàng Việt Nam nó cũng nhiều loại xưởng mà. Nó không phải là cứ Việt Nam là hàng xấu đâu. Việt Nam nó cũng có hàng cao cấp, hàng tiền triệu cũng có. Áo mặc có 3 màu, áo mặc là 129.000. À, set đấy chưa về, set đấy hơi like sau nhá. Áo trắng đấy cái gì áo Celine chị ơi. Mọi người lên đơn cho em xin số điện thoại đi mọi người ơi, cho em xin số nhá. Áo mặc ghi là áo tay bồng ren. Em mặc các chị ghi là tay bồng ren nhá. Tay bồng ren ạ, xinh cực luôn. 129.000. Đấy các chị nhận hàng mình tự cảm nhận đẹp hay không, có phải hàng Quảng Châu hay không các chị tự cảm nhận nhá. Riêng hàng Quảng Châu thì đa số thì nó em thấy chất là ok, đường may ok, nhưng mà nó cũng có loại 1 loại 2, chứ không phải là cứ hàng Quảng Châu là hàng đẹp đâu. Hàng Quảng Châu nó cũng có loại 1 loại 2 đấy các chị nhá. Đấy, nên là mọi người em bán em chỉ thấy đẹp em tiêu chí của em là cứ đẹp em nhập em về em bán thôi, chứ em không quan trọng là hàng gì. Nhưng mà nhà em nhập đa số là hàng Quảng Châu hết. Em không quan trọng là hàng gì đâu, em cứ đẹp là em bán thôi. Đẹp nhưng mà kể cả đắt, nhưng mà không phải là cứ rẻ là em bán đâu, mà cứ phải đẹp. Đẹp quan trọng nhất là đẹp trước đã, còn giá cả là tính sau. Có những cái áo em bán đến 200-300, 400-500 các chị vẫn mua. Thì các vì giá đây là giá của nó rồi, 65 con vừa chị ơi. Gọi chốt đơn nhá bạn nhá, tay bồng ren. Chị Huyền Nguyễn em xin số với chị ơi, tay bồng ren của em là 129.000. 129 tức là 130.000 cái áo đấy. Đây là màu be mọi người nhá. Em màu be màu nào cũng xinh luôn, màu be màu trắng với cả màu nâu. Riêng màu trắng em xin phép không thử, bởi vì là màu trắng thì em chỉ cần dính tí son thôi nó đã bẩn mất cái áo luôn rồi, là coi như là giặt cái áo là các chị đã bảo mặc rồi, nên là thật ra em không dám giặt. Nên nhiều khi là các chị có những cái áo mà em hạ móc ấy, màu trắng là nó rất hay bị bẩn, em rất là ghét bán màu trắng.
Đây các chị nhá, màu trắng này. Đây có đăng ảnh rồi đấy ạ. Tay bồng ren 129.000, size S và size M, dưới 60 62 cân là các chị mặc được. Nha các chị nhá. Em qua mã tiếp theo lên các chị con áo bò rách. Áo sơ mi bò rách 65 cân phải cao, nếu mà 65 cân không cao không vừa được. Chị Huyền Nguyễn em xin số để mọi người lên màu đi. Tay bồng ren ạ, màu nâu. Màu nâu, màu be ạ, màu trắng. 65 cân không vừa mất rồi chị ơi, dưới tầm 60 cân thôi. 220 ghi mã hàng là áo sơ mi bèo xanh ạ. Tay bồng ren ok chị Hiền này. Size M thôi chị, không có L. Nhưng mà 60 cân, 62 cân vẫn vừa. Con này 62 cân vẫn vừa luôn ấy, 60, 62 cân. Tại vì khách nhà em đến thử rồi, chị là 65 cân nhưng mà chị cao 1m6, mặc được. Tại vì là nhiều khi các chị cân nặng mình nó không phải là mỗi cái phần trên. Cân nặng có nhiều chị mông to, đùi to nữa cơ. Còn phần trên thì nhỏ. Thành ra là cái áo nó cũng gọi là dễ mặc. Còn quần thì mới lo cơ. Quần thì nó liên quan đến mông thì đùi nó mới lo. Còn áo này chỉ cần miễn là sao, thân rộng này, tay rộng thoải mái này, tay bồng rộng thoải mái này, cổ rộng thoải mái này, ngực rộng thoải mái này, bụng rộng thoải mái, thế là nó sẽ vừa thôi. Chứ còn riêng về cái phần quần thì nó còn vòng eo các thứ nó mới khó mặc. Còn riêng áo nhà em rất là dễ mặc các chị nhá. Rồi ai lấy mã nào các chị lên đơn là áo tay bồng đi ạ. Tay bồng ren 129.000, size S và size M. Tay bồng ren 129, size S M các chị nhá. Em qua mẫu lên con áo sơ mi bó rách. Ok chị Thúy Ngân, mọi người ngắm lại lần nữa cho em. Vòng cổ ok chị nhá. Mọi người xem vòng cổ, xem các mẫu đăng Facebook thì nó đầy đủ hơn. Còn bây giờ em đang không có đủ mẫu nên là thành ra là nó chỉ có một vài mẫu thôi. Còn lại Facebook em có nhiều mẫu lắm, có hình túi rồi là hình nọ hình kia, hình tim, hình tủng các thứ, nhiều hình lắm. Đây các chị nhá. Tay bồng ren mọi người chốt đi, 129.000. Mặc đi làm công sở rất là hợp lý luôn. Làm công sở đi chơi, con áo này hợp với mọi lứa tuổi nhá. 129.000 các chị nhá, tay bồng ren. Lên con áo này các chị nhá. Lên con áo tơ ngọc mọi người nhá, tơ ngọc 220. Áo xanh sau là sơ mi xanh 220 chị ơi. Áo vai đen đấy bao nhiêu á? 62 cân thì phải cao chị nhá. Nó không cao sợ không vừa. Trễ vai đen đấy 145 em ơi, 145. Nó có màu xanh, nhưng màu xanh thì vứt đâu rồi nhỉ? Đây màu đen, đây màu xanh. Đây màu xanh đây. Trễ vai nơ 145.000 em ơi, 145. Em nhìn lại một lần nữa hộ chị ảnh em, chị đăng lên như nào gửi hàng y như vậy nhá. Chất đẹp lắm, nhìn hộ chị này. Trễ vai lơ 145.000. Thế nên con áo tơ ngọc này 220. Áo Paris á, Paris đây chị. Paris nhà em là 119.000. 119 ạ. Áo bi lưới vẫn còn nha các chị nhá, bi lưới với áo điệu vẫn còn. Con áo này em còn mấy cái em xả lúc các chị là 85.000 này, các chị ghi mã hàng này là áo thun nhũ cổ vuông nhá. Áo nhũ cổ vuông cho em 85.000, có cả đen cả trắng nữa các chị nhá. Nhũ cổ vuông 85.000. Nên con áo đá đi. Áo đá đẹp các chị này, áo đá này thuộc hệ kiểu dạng áo hở lưng. Áo đá hở lưng. Con này rất là xinh, hàng 180. Em đây gọi là áo Paris nhá. Để các chị nào mình chưa chốt áo Paris, mọi người chốt lại lần cuối để mai em gộp đơn em gom hàng. Áo Paris 119.000 các chị ơi. Vòng nó đeo 101 chị ơi. Quần ne còn chị Mi Trần thôi, còn ne đấy là 89.000. Nhũ cổ vuông ok kiểu trang này. Ok Nguyệt Phạm nhá. Vòng nó đeo 101 nhá chị gái nhá. Paris mọi người 119.000. Đây. Đẹp nhỉ mọi người nhỉ. Nhìn trông nó rất là kiểu trẻ trung. Đấy, hình rất là dễ mặc nha các chị nhá. Dây chuyền hiện tại bây giờ đang còn những loại như này. Dây chuyền em còn ít hình lắm. Em bán hết rồi, mai mẹ nhập thêm về. La mã này. Chữ D mọi người nhá. Hạc đen.
có bốn lá xanh ạ. Đây dây chữ D các chị ơi. 49.000 một dây các chị ơi, 49.000 thôi ạ. Ẩn hết bình luận rồi. Màu file không em? Cái gì màu file hả chị? Quần áo nhà em không có chuyện file màu đâu chị ơi. Mà lắc tay thì em bảo hành 1 năm cho các chị mà. Ok chị Thùy Phùng. Tôi mà ra đi em chốt đơn ạ. Ui nó bị ấy rồi các chị ạ. Nó bị ẩn hết comment rồi, không đọc được. Vừa quay ra cái là mất hết bình luận rồi. Em có thấy chị Hoàng Bích ơi, nhưng mà máy hôm nay bị lỗi. Bị lỗi bình luận. Em không đọc được comment các chị đâu. Nhiều khi nó cứ ẩn, lúc ẩn, lúc hận, lúc hiện ấy. Nó cứ giật đi kiểu gì ấy. Lúc đọc lúc không. Áo đen sát lách lúc nãy chị mặc á. Cái gì chị vừa mặc cái gì nhỉ? Áo phông hôm nay em có đấy, dây chuyền. Ok Đông Vui em xin số đi ạ, 49.000 một dây. Áo Paris nhà em có màu mặc là màu hồng nhá các chị nhá. Rất là đẹp rẻ, các chị nhìn cái phần vai nó trờm, phủ vai nó cảm giác nó giấu hết cái phần bắp tay to của mình đi rồi. Mặc lên là nó kiểu là đây các chị, nếu mà sát lách như thế này thì nhìn nó rất là lộ bắp tay, nhưng mà cái hàng này của em hàng nó trờm vai, nó có đệm vai này. Mặc lên nó rất là vuông vắn cái vai luôn, mặc lên nó kiểu nó che hết cái phần bắp tay to của mình. 119.000. Không kéo được chị ạ. Nó có ý kéo lên thì nó chỉ hiện 5 bình luận thôi. Ok chị Hiền nhá. Dây chuyền chữ D là 49.000. Được chốt nhá. Hoa Hái Bích ơi, cứ có số điện thoại có đơn lên số đi. Có số là có đơn. Paris màu vàng này, nó bị ẩn comment các chị, hôm nay Facebook nó lỗi. Đây là màu be này. Màu xanh, màu nâu với cả màu. Đây là màu đen các chị này. Màu xanh này. Áo Paris ạ, 119.000 các chị ơi. Màu xanh này, màu nâu. Đó, chị lấy mi chốt áo Bari hàng Quảng Châu nhá. Phông tàu rất là đẹp, không sợ bị ấy đâu. Em bảo hành các chị. Hàng này, riêng hàng này nhé, em bảo hành 1 năm. Đây. Có những chị đeo dây của em đến từ năm ngoái đến năm nay vẫn sáng. Chân váy mặc nhé em, bụng mặc được không? Ui rồi cái thể loại bụng của chị là cái bụng gọi là bụng như bụng chửa rồi em ơi. Mặc lên mặc được hết. Nhưng mà cái này nó chỉ tầm 52 53 cân thôi, cái form này hơi bé. Em nhóc, cái form chị đang mặc nó hơi bé nên là nếu mà tầm 52 53 cân thì vừa, mặc trên thì không vừa đâu. Lên chị quần áo này này. Áo tơ ngọc. Bụng chị không có nhỏ đâu em ơi, bụng của chị hơi bị to đấy. Bụng của chị nếu mà chị mà không bỏ đeo ghen bụng vào nó lộ cả rổ bụng dưới luôn, tại vì chị đẻ mổ mà. Nó bị sổ bụng. Áo phông hình tam giác đằng sau đấy là áo thun hai mặt chị ơi. Thun hai mặt đấy chị nhá. Thun hai mặt ạ, 119.000 các chị ơi, hàng có size ML dưới tầm 60-62 cân. Đây là thun hai mặt nhá chị nhá. Có màu trắng, màu đen, màu nâu. Trắng đen be là chuẩn hơn. Đây ạ. Màu trắng các chị này. Thun hai mặt ạ, 119.000. 119 các chị nhá. Em qua mẫu áo mặc áo Paris. Ok. Áo mẹ ok, áo nó mặc là 119 chị ơi. Nó có 7 màu chị yêu ơi, có 7 màu, áo mặc 119.000. Áo Paris ạ, 119.000. Đây các chị nhìn là hàng đằng sau lưng nó còn có đường may bản sau lưng, nói chung con áo này đẹp lắm mọi người ạ. Không bỏ đây thì vẫn mặc vừa, nhưng mà nó hơi lộ bụng tí thôi, nhưng mà nó thật là bụng mình to rồi nên là thành ra là nó cũng không thể nào mà ấy được, nên là nó gọi là đỡ phần nào thôi, nhưng mặc được, bụng to mặc được. Màu trắng này, màu hồng, màu trắng, màu nâu. Các chị áo Paris cho em màu xanh Paris ạ, 119.000 các chị nhá. Màu đen, màu be với cả màu vàng. Màu vàng đẹp đấy các chị này. Áo Paris 119.000. Các chị đây nào phông nhá mọi người. Các chị thích cái nào phông không? Đây con áo quần, bộ này chết rồi, bộ này định bảo lên em lại quên mất rồi. Bộ u mì 270. Quần shop này không có mất rồi chị ơi. Chân váy đen vừa xong bao nhiêu á? 52 cân mặc vừa size L chị nhá. Quần shop đấy còn một cái size S 160. Đây ạ. Đáng ra là trăm phải hơn 200 đấy, em trả lốt 160. Có mỗi size S thôi. Các chị thích bộ này không? Bộ này của em là hàng bộ Umi. Umi tơ. Đấy, rất là xinh. BBR em còn mấy cái này. BBR cam, BBR kẻn to ạ. À. Đây, áo BBR em còn mấy cái chị nhá. 100
29.000. Lưu ý hàng nha, là mác khác hàng ở chỗ khác nhá. Nó khác nhau cái mác đó là khác nhau cả một vấn đề rồi. Đấy, BBR 129.000. Đây áo thêu của các chị này. Nên áo thêu nhá. À tôi chết rồi, em có một con áo này nữa. Áo này đẹp lắm. Nhân viên nó treo đâu rồi? Đây. Đây, con áo này. Con áo tang đá các chị ơi. Không, dáng dài chị nhá. Áo đệm vai, không phải đệm vai mà là áo ấy chị ơi, áo Paris nhá. Xanh cạp nhún ba cúc chiều nay chị hỏi mà em á. Em không nhớ, chân váy đang mặc ở 160 chị ơi. Áo phông ok tình yêu. Từ. Sao cái này, ôi tôi chết rồi, cái này keo lến từ từ nó đang bị bong mất thế này. Những cái hàng mà liên quan đến keo lến là xử lý rất đơn giản. Em lên con áo này đẹp này các chị này, con áo này mã mới em chưa có mặc thử luôn. Quên treo đồ lên luôn. Đây con áo này xinh. Con áo cổ đá mọi người ơi, xinh cực, sơ mi cổ đá nhá. 135.000. Legging nhá, legging chỉ còn 99.000. Áo tơ ngọc, à đấy em quên đấy. Em không rõ đâu chị ơi, size S thế này, những cứ hai ai hay mặc size S thì các chị đặt thôi, em không rõ eo bao nhiêu đâu. Tại cái này của em là nó hàng co giãn, nó cũng khó đo eo lắm. Cái này nó giãn mà. Em lên con áo tơ ngọc nhá, đây con áo đẹp này. Áo đá này xinh các chị này. Áo đá nó có hai cái túi, nó có cổ đá xinh cực luôn, con áo này 135. Mặc size L chị Trịnh Huynh ơi, mặc size L. Em lên áo tơ ngọc nhá, đây con áo đẹp này các chị này. Này, con áo này 135.000 tặng kèm cái lơ đá rất là xịn sò luôn. Em lên con áo tơ ngọc nhá. Cái bộ u mì kia là 27 ạ. Quần legging dài á, đây 64 cân có chị ơi, chân váy hồng sau là 160. Em có quần tặng chị ơi. Quần tặng đồng giá là 99.000 một quần nhưng mà không chọn cạp nhá. Quần tặng 99.000 này, chị nào mình lấy quần tặng ghi lên đơn quần tặng cho em SML XL. Dưới tầm 60 cân nhưng mà không chọn cạp. Tại cái hàng này em hàng thanh lý, nó lẻ size lẻ cả mắt đây ạ. Quần tặng này, nó cũng là legging nhưng mà nó không phải là dáng ôm mà nó là dáng hơi baggy một tí em nhá. Quần tặng ạ, 99.000 một quần. Ai lấy ghi mã hàng quần tặng cho em 99.000. SML XL. À đây nhầm, đây loe xẻ. Em nhầm cái mã này không phải. Đây, quần tặng đấy ạ, 99.000 các chị nhá. Quần tặng các loại cạp luôn, nhưng mà mỗi cái là không được chọn đấy thôi. Vòng gì nhở, vòng gì ạ? Chị xem cái gì nhở? Em còn chưa hình dung, chị đang xem cái gì em quên mất rồi. Em lên con áo tơ ngọc nhá, đây mấy con áo theo theo này. Con áo theo đều em là 130 nhá. 130, con áo lá này là 135. Lá 135, còn theo là 130. Lên cái gì nhở? Thông đợt hôm nay em giờ này Covid xong em có hay bị quên. Đây áo tơ ngọc. Tơ ngọc 220 các chị ơi. Nên con áo tơ ngọc nhá. Quần tặng là 99.000. Ôm nhá, ghi gom em ôm không thôi đúng không? Em có đặt đi 99.000 một quần. Mai chị lấy mẫu cho. Chị trước chị có mà đăng hết thôi. Đây áo tơ ngọc đi các chị ơi. Chơi cái áo 2 dây của em bên trong nó cao quá rồi. Cái áo này mặc áo ngực thôi, mà áo bra của em nó kiểu VV đấy. Nên nhìn nó bị lộ mất cái đấy rồi. Tơ ngọc này là 220. Khuyên đang đeo không bán. Em chưa bán khuyên hẹn chị hôm buổi live sau nhá. Vòng tay em đeo em là 101 chị ơi. Em có đăng ảnh mẫu đấy chị ơi, đăng ảnh mẫu các mẫu thiếu đang vòng hằn, vòng HM đang đẹp ấy nhưng mà hôm nay đăng hết, mai mới về. Có mấy mã đang chị đăng, em đăng Facebook ấy, chị vào xem đi. Áo tơ ngọc này là 220 các chị nhá. Chị Vainer này. Chị Vainer 145 này. Xinh lắm các chị ơi. Chị Vainer 145. Vòng tay em đeo ở 101 chị nhá. Tơ ngọc này em có 3 màu. Màu be, màu nâu. Nâu đâu nhỉ? Cái này có màu nâu đấy thôi. Có màu nâu với màu em mặc. Nâu đâu ấy. Vòng tay bông tai mấy hôm nữa, chân váy bò nó mặc em là 160 chị ơi. Áo xanh lá sau là 22. Áo hồng bao nhiêu? Hồng 145 chị ơi, 145. Đó, em áo tơ ngọc nhá. Cái này các chị mặc áo 2 dây bên trong thôi nhá. Áo này chất liệu vải tơ thổ.
nó đính ngọc, con này hàng của em là hàng bao nhiêu nhỉ, em lại quên mất rồi. Cái này hay hàng bao nhiêu nhỉ, 220. Một cái màu nữa các chị nhá, màu đâu đây, màu nâu, áo tơ ngọc nha các chị nhá, 220 ạ. Không có sai ạ, nó ra đều không có sai đâu ạ. Nhà em hay like muộn mà chị, em phải like em hơn 1 giờ. Tơ ngọc săn lách á. Đây là tơ ngọc săn lách, đây là áo săn lách ngọc. Nhưng mà đấy lại đâu ý, chị vừa dơ xong. Đây săn lách ngọc đây ạ, 125.000. Săn lách ngọc đây các chị ơi, 125. Đây săn lách ngọc đây ạ. 125.000 các chị ơi. Cái này em chỉ dơ không còn nhiều đâu, nên em mặc thử lên không có hàng giá các chị đâu. Săn lách ngọc 125 ạ. Đặt áo hơn tuần. Em ơi, thế thì chắc là bị sót đơn rồi em ơi. Các chị thông cảm nhá, nhân viên nhà em đợt vừa rồi nó làm hơi ẩu. Rất là nhiều chị phản ánh. Bây giờ các chị mình không nhận, tầm khoảng 4-5 ngày không nhận được hàng, cái là các chị phải inbox ngay vào luôn để em kiểm tra đơn. Sợ nhất là bị sót đơn, rất là nhiều chị chuyển khoản rồi mà nó toàn để sót đơn thôi. Em thật sự em khổ tâm lắm cơ. Nhân viên, công việc ở nhân viên, giao hết nhân viên. Cho nên thành ra là nhân viên nó chốt đơn bị sót cái là các chị lên các chị lại kiện em. Thì có gì các chị inbox đi kiểm tra đơn ngay vào luôn nhá. Tơ ngọc nâu này, tơ ngọc 220 các chị nhá. Bộ sau em là 270. Chị hãy các anh đặt mã gì, chị Phạm Kim Anh nhỉ? Phạm Kim Anh thì đặt mã gì đấy? Chị đặt, chị inbox lại cho em đi, inbox lại cho em kiểm tra đơn cho chị nhá. Chán lắm cơ, bao nhiêu khách rồi cơ, toàn bị sót đơn thôi, em chả hiểu nó sót đơn kiểu gì luôn ấy. Đây ạ, tơ ngọc 220 các chị ơi, 2 size SM. Đây ạ, bộ này em là bộ Umi chị nhá, hàng 270 ạ. Bộ này đẹp lắm, tí mặc thử cho. Umi 270. Umi 270 ạ. Cái này các chị ghi là áo thun hai mặt. Tao ta loại đẹp có chị ơi, 145.000. Xanh lá đằng sau chị không mặc đâu, còn có vài cái thôi ý. Vâng, các chị có gì mình gọi trực tiếp cho em ở inbox kiểm tra đơn nhá. Tao đẹp 145 chị ơi, hàng 2 lớp, một lớp là 79. Đây ạ. Áo thun hai mặt 119.000. Đây tao tao đẹp đây chị ơi. Đây là tao đẹp đấy chị này, hàng có 2 lớp này, nó khác hẳn luôn. Nó có lớp lớp bên trong nữa này. Mark Dio, lúc là Mark Dio, lúc là Mark Zara, đây là tùy bên sản xuất các chị nhá, nó chỉ khác nhau cái mark thôi. Nhưng mà miễn là chất nó là hàng 2 lớp là được. Nha chị nhá, hàng 2 lớp của em là 145.000, đây có lớp lót này, còn hàng 1 lớp là 79.000. Đúng rồi chị ơi, có màu trắng nha, đang hết trắng rồi. Bộ đấy của em là hàng 270, bộ đấy đắt hàng lắm chị ơi, bộ đẹp lắm. 270. Áo xanh lá sau em không thử đâu. Con này các chị ghi là áo cổ trụ này. Áo cổ trụ này của em là 145. Có màu nâu, màu hồng ạ, 145.000. Ta loại đẹp 145.000 chị luôn chị nhá. 145. Đây con vai bèo các chị ơi. Vai bèo ạ, hàng 220 các chị nhá. À quên, hàng 180 nhá, em nhầm. Vai bèo 180. Áo xanh là 220 ạ. 64 cân không vừa đâu chị ơi, hai mặt là dưới 62 cân vừa nhá chị nhá. Bộ lụa nào chị nhỉ? Sơ mi LV, ok chị, đây. Áo vai bèo 180. Đây chị ơi, áo này các chị ghi áo tặng cho em. Áo tặng nhá các chị nhá, 100. Áo tặng này là 149.000 ạ. À quên, em xin lỗi, đợt đấy hay đây nó nhầm đấy nhỉ. 109.000 chị nhá, áo tặng 109 hình vằn này. Hình báo này. Hình vằn be này, vằn xanh vằn be và hình LV chị nhá. Áo tặng 109.000. Cổ ngọc các chị ơi, cổ ngọc 160 này. Cổ ngọc 160. Vâng ạ, em vẫn đang em vẫn đang dùng mấy cái thuốc ấy. Nhưng mà ở nhà nếu mà không nói thì không sao, nhưng mà em đang livestream mới nói nhiều ấy. Nó cứ hơi nó cứ hít ra hít vào, nó ngứa họng. Chị Khánh Linh em xin số chị ơi. Chân váy da bao nhiêu? 280 chị yêu ơi, đây. Đấy, áo cổ ngọc này. Đó, lên con áo này các chị nhá. Chiều này áo này các chị ghi mã này cho em là áo cổ đổ đi ạ. Cổ đổ nhà em có đang có cả màu đen, nhưng mà đen đang không có sẵn hàng đây, mai mới về. Cổ đổ 120 các chị ơi.
Cổ đồ 120, ai lấy ghi mã hàng cổ đồ cho em nhá, 120. Xanh lá size SM chị ơi, áo xanh 57 cân mực vừa size M chị nhá. Áo xanh lá kia là hàng 220. Đây ạ. 220.000 chị ơi. 220. Cái đấy còn ít lắm, không thử đâu. Bây giờ thử lên là các chị chốt đơn là không có hàng giả các chị ấy. Em không thử. À, lấy ghi là áo tơ ngọc cho em nhé. Áo tơ ngọc 220. Màu nâu, màu be cả màu xanh ạ. Nếu mà màu hồng thì sẽ là 280. Bộ lụa nhiều bộ lắm chị ơi, bộ lụa nhiều lắm ạ. 170 chị làm lên bộ lụa không em lên. Áo bi lưới các chị nhá, bi lưới 220. Áo bi lưới ạ, 220.000, em còn mấy cái S mấy cái S với một cái M. Áo tang hình G, GV là cái gì ạ chị? Xanh đấy các chị ghi mã đấy là áo sơ mi bèo xanh chị nhá. Ok Thu Hương nhỉ, ok Ngô Quỳnh. Sơ mi bèo xanh chị ơi 220.000. Con này các chị ghi là áo bi lưới. Em còn hai cái S với hai cái M. Bi lưới là 220 các chị nhá. Ghi là áo sơ mi bèo xanh có cả màu đỏ màu trắng, nhưng mà đỏ trắng em chưa bán. Đây con này xinh này. Con này các chị ghi mã hàng này, các chị ghi là áo bi lưới cho em 220. Bi lưới 220 nha các chị nhá. F và M. Tầm 58 cân quay đầu các chị vừa nhá. Ok, sơ mi dài tay đùi đen hai lớp bao nhiêu cân vừa dưới 60 chị ơi, FML nhá. Áo phông bây giờ em lên đi ạ. Áo phông thì em có ít nhưng mà nó đang không đủ màu. Áo phông vẫn mỗi đăng ảnh ý chị, nhưng mà nó đang không có đủ màu ở đây ý. Nó cái thì còn màu nọ, cái còn màu kia nên thành ra em không định lên. Đây áo phông đây các chị ơi. Cặp cái này có màu đen trắng này. Như là áo phông gấu xanh ạ, 130.000 chị nhá. Cái này là đầu nâu 120. Cái này là phông loang 120. Cái này là phông gấu hồng 130. Cái này của em là chữ 120. Cái này là LV dập nổi 130. Hàng này hàng đẹp thì nhá, hàng có hàng đáp cổ nhá. Còn mấy cái hàng rẻ thì tầm khoảng 101 thôi, nhưng mà thật là em bán hàng đẹp cơ. Mặt cười 135 nha các chị nhá. Đấy có mấy mã đấy thôi ạ. Vẫn chỉ mấy mã đấy phông, nhưng có mỗi cái mấy cái mã phông phông xịn này. Phông xịn 240 này các chị này. Phông xịn 240. Ô chị ơi em có thấy nhưng mà nó bị trôi mất bình luận rồi. Ok Lê Anh em chốt đơn. Khánh Đỗ chị hỏi mã gì nhở, nó bị trôi mất bình luận em không đọc được chị ạ. Diệp Ngọc em chốt đơn nhá, các chị không đọc tên đâu ạ, có số là có đơn. Phong hồng gấu kê Thụy Thu Trang lên số nhá bạn ơi, hồng gấu 130. Các chị nhìn hàng nghe mọi người so với hàng chỗ khác, nó bán nó rẻ hơn em, bán đắt hơn có 20.000, nhưng mà nó là một cái thể loại khác, một cái hàng khác hẳn luôn rồi đấy các chị nhỉ. Đấy mác này, nó không phải cái mác kiểu mác kia đâu, nó thực sự luôn là nhà em bán hàng đẹp. Gấu là gấu nổi, không phải là hàng in chị nhá. Các chị nhìn này. Đấy, 130.000 thôi. Các chị nhìn này. Đấy, hàng nó phải như thế này. Chứ còn bây giờ em thật sự em bán ở shop, không phải bán cái hàng chợ đâu. Hàng chợ là bán tầm khoảng 8-90.000, 100.000. Đấy, các chị mua đắt hơn, nhưng mà nó là hàng in. Còn đây hàng in nổi này. Nó bán tầm hơn 200, em bán chị có 130 này. Các chị cứ yên tâm, cứ ra shop phải 250. Diễm Hằng ok em nhá. Em cứ đặt đi đây, cái ôm thì chị có nhiều mã mà. Đây, gấu hồng đấy ạ. 130. Các chị nhìn cái con gấu nó nhìn nó sống động không? Nó in à, nó theo mọi người nhá. Theo nó còn lông lông cơ. Hình đẹp lắm, 130.000 thôi ạ. Thu Trang xin số nhé bạn ơi. Đây là tác ta hai lớp. Cảm ơn chị cô bấm nhá. Ok, Bảo Linh, đây quần tác ta hai lớp đây chị ơi. Đây tác ta hai lớp đi ạ. Tác ta 2 lớp là 145.000, còn tác ta 1 lớp thì sẽ là 79.000. Đó là tiền nào của ý hết các chị ơi. Nói chung là em bán rồi các chị không phải lo đâu.
em bán là em quan trọng là uy tín, là còn là phải đứng đầu. Nên là hàng là phải chuẩn cho các chị. Rồi mấy em qua mã tiếp theo lên mấy con áo sơ mi bò rách nha các chị nhá. Bộ pyjama các chị thích không? Sơ mi chín có lấy màu xanh cốm về không, em đang bị u mê mà không tìm thấy. Xanh em inbox chị xem nó là mẫu gì nhá. Có thấy chị Nguyễn Huyền, chị ơi nó bị ẩn comment chị ạ. Quần tóc tai em có hàng loại 1, em có mấy màu, có màu be, màu trắng nữa cơ, màu hồng nữa, nhưng mà em lại đang lấy mỗi màu đen về thôi. Đây hàng một lớp thì nó rẻ không, nhưng mà một lớp nó có 79.000 thôi. Nó là hàng một lớp các chị ạ, nó rẻ có mấy chục nghìn, nhưng mà thật sự là em nếu mà cho thì nếu mà bản thân em mua, em thà mua cái hàng đẹp còn hơn, thêm tiền mua cái hàng đẹp còn hơn. Cái hàng một lớp này công nhận là bán thì gọi là câu like, các chị thấy rẻ rẻ vào chốt nhiều thôi, nhưng mà thật sự luôn là nếu mà ra shop mua ấy, kiểu gì các chị không mua cái hàng loại 2 đâu, các chị mua hàng loại 1 thà đằng nào mất tiền thêm 20-30 mua bố cái hàng loại 1 mặc cho nó sướng. Hàng loại 2 mặc nó ngứa lắm các chị, mặc nó ngứa mông lắm. Nó kiểu nó chọc chọc rồi. Đem lên các chị mấy con áo BBR nhá. À quên, mấy con áo, em nhầm, mấy con áo sơ mi bò rách. Đây ạ. Sơ mi bò rách nha các chị nhá. 140.000. Áo đang mặc của em không vừa chị ơi, áo mặc của em tầm 58 cân thôi. Áo đang mặc là 220. Chị Lý Huyên Tươi, áo sơ mi xanh bèo kia là 220 SM dưới 60 cân nhá. Sơ mi hồng sau là sơ mi cổ trụ. Áo mặc các chị ghi là áo bi lưới 220. 68 cân chị lấy ra những cái mã dòng này chị mặc được. Những cái dòng áo đá đá form rộng này là 68 cân quay đầu các chị vừa. Đây ạ. Sơ mi bèo xanh 220 các chị ơi, còn ít lắm, còn độ khoảng tầm chục cái thôi ạ. 220.000 SM dưới 60 cân. Em thấy con đấy lần nào về cũng hết hàng. Áo mặc các chị ghi là bi lưới 220 các chị ơi. Quần đen. Áo em mặc các chị ghi là bi lưới. Quần đen sóc là quần gì chị? Em qua mẫu nhá. Đây, lên con áo này. Sơ mi bò rách ạ, 140. Xanh cốm có, hàng đẹp đúng không? Hàng đẹp nó tầm khoảng tầm 160-170 đấy. Nhập vào tầm khoảng 150, 140-150, nói chung là yên tâm chị không lấy đắt đâu. Em thích cái loại nào chị đi lấy hàng chụp ảnh thật cho về mà tha hồ mà chọn. Thích lấy loại nào chị lấy cho. Quần đinh đó, quần đinh đấy em còn mỗi size S ạ, hàng 160 chị ơi, còn mỗi size S thôi ạ. Ok, bi lộc nhá. À chị Nguyễn Lộc nhá. Áo xanh sau là 220 chị ơi. Sóc bè bò đen. Sóc bò đen phía sau á, sóc bò đấy em còn mỗi size S thôi ạ. Áo hot đấy thì nó có nhiều loại lắm. Cái chị bán 105 cũng không phải hàng đẹp nhất đâu. Nó có cả hàng chất thơm mềm. Hàng 200 cũng có mà 300, 400 nghìn cũng có. Nhưng mà đa số là chỉ tầm hơn 200 là đã có hàng đẹp rồi. Nhưng mà với giá tiền lấy hộ các chị, em chỉ bán lấy hộ các chị lấy lãi 10, 15 nghìn tiền công thôi. Bên ngoài nó bán tầm khoảng 250, 300 nghìn nữa. Sơ mi bò rách mọi người ơi. 140 nghìn ạ. Em có màu mặc là màu be. Đây là màu xám các chị nhá. Sơ mi bò rách màu 40. Màu vàng này. Màu vàng với cả màu đỏ các chị ơi. Sơ mi bò rách đi ạ, 140.000 dưới 60 cân. Chị ơi nó bị ẩn comment thôi, các chị thông cảm, em không đọc được bình luận đâu ạ. Nó hôm nay Facebook có lỗi. Xem nâu sau là 270, chị Bảo Linh em xin số chị nhá. Ngọc Huế có mỗi size S thôi, còn mỗi cái thôi các chị ơi. Em còn mỗi cái size S thì chả biết có còn không nữa. Ở khách mấy khách hỏi mới có đặt không cơ. Sơ mi bò rách ạ, 140.000 ạ, dưới 60 cân các chị vừa nhá. Màu xám này, màu vàng này, màu này của em nó là màu đỏ. Sơ mi bò rách đi các chị ơi, 140. Bò rách màu 40 ạ. Dưới 60 cân vừa chị ơi, 140. Sau lưng nó như thế này. Con áo này nó rất là cá tính nhá các chị nhá. Các chị ghi là sơ mi bò rách. Sơ mi hồng đằng sau là sơ mi hồng cổ trụ chị nhá. Thì Thúy Tây ơi, các chị ghi là sơ mi cổ trụ đi ạ. Em có hai màu là màu nâu màu đen. Đây ạ. Cổ trụ của em đây là hàng
145 ạ, không kèm tang chị nhá. Cái tang này em bán lẻ là 49.000. Không kèm tang ạ. Bộ đen sau thì em mặc cho. Đây. Có cả màu nâu các chị này. Ghi là áo cổ trụ đi ạ, nâu hoặc hồng. Giá đang sale line mọi người, giá là 145.000. Hai size là S và M nhá mọi người. Đây là nâu. Cái này các chị ghi là thun hai mặt. Thun hai mặt này của em là 100 cái gì nhỉ? Nhưng giờ lại hay bị quên. 100 thun hai mặt 119. Cái này của em các chị ghi là áo tay bồng ren 129. Ok, Phúc Hoàng Khang nhá. Sơ mi trái tim 160. Các chị ghi là sơ mi bò rách đi mọi người, 160. Con này mặc xinh lắm. Này xinh. Cái này các chị ghi là vai bèo 180 các chị nhá. Màu nâu. Màu nâu màu trắng. Màu trắng màu đen với màu be. 180 ạ. Cái này ghi mã hàng là vai bèo cho em nhá các chị nhá. Vai bèo 180. Vai bèo 180 ạ. Chị làm lấy mã này các chị chốt, mọi người chốt cho em mã hàng này. Các chị ghi là áo nơ cột, à quên, áo hồng cột nơ 105.000. Sát lách bèo trắng em đăng trên tường còn không á? Cái này hả chị? 125.000 chị ơi, ghi là sát lách xanh ngọc 125 đây đúng không chị? Đây đúng không chị ơi? 125.000 chị ơi, sát lách ngọc 125. Cái này mix với cả con áo quần này rất là xinh luôn. Các chị ghi là áo silin mọi người nhá. Áo silin của em là 139.000. Sao lấy ngọc em còn ít lắm. Cái này các chị mặc vào sơ vi nóng thùng mà nó mới đẹp. Còn mà để xuông ra nhìn nó hơi rộng nên là kiểu nó không vào form ấy. Thì các chị cứ sơ vi nóng thùng cho em và nó rất là xinh luôn. Sao lấy ngọc. Đây là áo hồng silin 139. Ui ôi, ẩn hết cái bình luận rồi. Cái theo á, cái theo em lại không nhớ mất rồi. Ok, Nguyễn Lộc. Sơ mi chị mặc còn không, em mặc là không có size dưới 60 cân là các chị vừa. Nâu cổ sen sau bao nhiêu, nâu cổ sen là cái nào? Cái mầm trái tim này chị. Cái này là 160 chị ơi. 160 ghi mã hàng là sơ mi tim 160. Cái nào nhỉ chị nhỏ? Chị nhắn em một xin cái tin nhắn được không để em vào đọc tin, em đọc tin nhắn luôn. Săn lách à? Em mới đăng ảnh lên đó. Có thể nó còn đấy nhưng mà em không nhớ ra mã nào ấy. Đợi em tí em nhìn em nào, là mẫu nào nhỉ? Sẵn anh em đang nhân tưởng là cái nào nhỉ? Em không nhớ rồi chị ơi, không nhớ mã nào đâu. Nó có theo á. Có phải mã này không chị? Đúng mã này không chị Hạnh Hoa ơi, cái áo này là 130 chị nhá. Ok, Yến Nhi sơ mi xanh lá 220. BBR dài tay em lại không có, áo vest không có rồi chị ơi, áo hồng nãy bao nhiêu 145 chị nhá. Cái này các chị ghi là áo theo ạ. Áo theo của em 130 chị nhá, áo theo ạ. Đẹp lắm các chị nhìn này. Hàng áo quên 135 em nhầm 135 các chị nhá. Các chị nhìn hàng cho em này. Đấy, nó theo nhá, theo toàn bộ các chị ơi. Đẹp cực kỳ luôn. Xịn sò luôn, em mặc thử con áo này nhá. Xanh lá treo trên là 220 chị yêu ơi. Ok, xanh bèo 220. Ok, inbox chị gửi vào trang page đúng không? Để em vào đọc luôn. Hình như là chắc nếu mà có thể là có đấy. Ơ chị ơi, gửi vào page đi, gửi vào Facebook em không đọc được đâu.
Em mặc cái kia sơ mi màu rách. Silin mọi người ơi, silin chốt đi ạ. Sơ mi silin 129.000. Em không thấy tin nhắn của chị ấy nhở. Chị gửi đi em đọc luôn cho em xem là cái mã nào. Em mặc các chị là sơ mi bò rách màu be nhá. Bò rách em mặc là màu be. 140.000 ạ. Các chị nhìn này, hàng nó còn phối nhũ cơ đẹp lắm. 140 rồi 60 cân các chị vừa nhá. Chị nào mình mua này các chị ghi mua quần bộ lụa đi ạ. Bộ lụa gấm ạ, 125.000. Có màu đỏ màu hồng. Bộ lụa gấm ạ, 125.000, lụa gấm cộc. 125 nha các chị nhá. Đây em thấy tin nhắn nhà anh Hoa rồi. À cái này mai chị ơi em chưa về. Cái này mai nhá, em đặt hàng rồi nhưng mà hôm nay em không có sang chợ được, hôm nào chưa lấy được. Để buổi live sau chị ơi. Cái này các chị ghi mày cho. Cái đấy của em là giá là 135 chị Hạnh Hoa ơi. Nhưng mà hôm nay chưa có sẵn. Ai lấy ghi là sơ mi bò rách cho em ạ, 140.000. Em mặc thử một cái màu nữa là cái màu xám mọi người nhá. Màu xám, màu đỏ này, màu vàng này, với cái màu vừa em mặc đó là màu be nhá. Áo hồng có dây buộc 109, à 105. Áo cổ xoắn á, cổ xoắn là cái áo nào nhỉ? Sóc xanh sau. Vâng, áo đến mai nhá, áo đấy em chưa có về. Bộ ok chị thì em thử nhá. Nó trôi hết bình luận rồi các chị ơi, có gì không em trả lời. Các chị cứ để lại mã cho em là có đơn. Bộ nâu dài ok chị. Bộ nâu dài kia là bộ u mì. Thôi em sell chị 26 đi. Đó là 27 nhưng mà các chị đặt like ngày hôm nay là 26, ngoài like là 27 nhá. Áo đấy bộ đấy hàng hơi đắt đấy, bộ ấy nhập vào là hàng 24 rồi đấy các chị ạ. Đây nhá. Sơ mi bò buộc eo các chị thả ra thành dáng dài như này rồi 60 cân các chị chốt. Sơ mi bò buộc eo 140.000 thôi ạ. 140 nhá các chị nhá. Đây. Không các chị mặc sơ vin đóng thùng cho em bình thường này thôi. Cũng đẹp. Đấy. Bụng eo em mặc lốt con áo hồng hồng. Con áo hồng hồng cột lơ 105. Em sẽ qua bán bộ nhá. Mã bộ xong lên các chị mấy mã quần, quần tăm các thứ. Đây mấy chị nào mình chưa chốt áo Paris mọi người chốt nhá. Áo Paris 119.000. Vàng này. Be này. Đen này. Xanh này. Paris 119.000. Trắng này. Nâu này. Hồng. Áo Paris ạ, 119.000. Ok, Hạnh Hoa 260 đi em, sell chị 26. Mua xỉ được chị ơi. Xỉ giảm giảm 5 đến 10k thôi ạ. Nhà em lại ít lắm. Các chị thấy giá chỗ khác bán ấy. Hàng phải chuẩn hàng nghe em nhá, nếu mà khác thì không phải đâu. Chỉ cần khác nhau cái mác cái là đó là loại khác rồi. Đây, sơ mi áo sơ mi hồng cột nơ ạ. 105.000 các chị ơi, dưới tầm 57 cân. Ok, Nguyễn Hiền, bò cộc rách chị chọn màu đi. Có màu xám này, màu đỏ, màu vàng, màu be. Em đang có 4 màu. Hồng cột nơ 105 ạ. Ai lấy các chị ghi là sơ mi hồng cột nơ 105. Đây. Xinh nhở các chị ơi, màu hồng yêu nhở. Màu hồng này quá ưng luôn. Để các chị mình mặc cho em ấy ở quần tặng này. Quần tặng 99.000 này. Được một set đồ mặc đi làm công sở. Đấy, đẹp nhờ các chị nhờ. Quần tặng 99.000 không chọn cạp. Đủ size SML nhưng mà không chọn cạp nhá. Tại cái hàng này em là hàng sale. Áo vest không có. Ok, Như Khôi. Chị Nguyễn Lộc em chốt đơn nhá. Chị vai đen 145 ok chị Nhi Khôi. Đây ạ. Rất là nhiều loại cạp nhưng mà các chị không chọn cạp nhá. Cái quần em cởi luôn, cái này em mặc luôn bộ cho các chị xem. Đang đeo là 60.000 các chị nhá. Quần ngố thái là 35.000. Quần ngố thái em mới về loại dày đấy. Có trước em bán có loại mỏng nhưng mà đây có cả loại mỏng nhưng mà loại mỏng thì mặc nó không dày dặn. Loại kia em bán cái loại kia em sẽ thích hơn. Bộ 260 bây giờ mặc áo mặc là dưới 57 cân. Quần loe tăm á. Có quần loe Zara chị ơi.
Áo em vừa mặc bao nhiêu? Áo vừa mặc là cái áo gì nhỉ? Em mặc cái áo gì em quên rồi. Em quên mất rồi, chỗ em vừa mặc cái gì em lại quên, không nhớ. Đây ạ, các chị lấy quần đấy đi, quần tặng đi. Quần tặng nha các chị nhá, bao nhiêu nhỉ? Ok, hồng cột nơ là 105. Áo mặc dưới 57 cân, quần tặng của em đây là dưới quên SML không chọn cạp. Hồng cột nơ là 105, để các chị lấy quần tặng đi. Đây quần tặng đây mọi người. Dáng quần mặc lên nó sẽ như thế này, nhưng mà không chọn cạp đâu ạ. Nó có nhiều loại cạp lắm, nó kiểu cái này còn mỗi size M này. Cái thì chỉ còn mỗi S, cái thì chỉ còn mỗi L. Nói chung là lộn xộn lắm nên là em sale 99 một quần không chọn cạp nhá. Chất siêu đẹp luôn. Đây có những cái loại cạp như này. Em gửi hàng cho chị là sẽ một trong những cái loại cạp như này. Nhiều loại cạp nào cũng đẹp nhưng mà không chọn cạp. Bộ kia, váy bò kia đồng giá 160, chị Hà lên cho luôn. Hồng cột nơ 105.000. Áo mặc không có xanh, nó chỉ có hồng thôi. Quần tặng 99.000, 62 cân vừa XL chị ơi, vừa XL. Nhưng mà phải cao chị nhá. Chị Anh Minh em xin số nhá chị ơi. Đây. Hình báo này, quần tặng 99.000 một quần. Quần này các chị mua bên ngoài không dưới 200.000, các chị chặt đầu em đi luôn. Quần này em trong chợ giá buôn nó là hàng 15 luôn rồi. Đây là người ta nhờ em ký gửi, tức là ký gửi. Ký gửi nghĩa gì? Tức là các chị chị nhờ em bán hộ. Không bán được giả lại. Không, em không mất cái gì cả. Bán được thì em có lãi, cũng như mà lãi thì lãi được có 15.000 cái quần. Đấy là giá chị đang sale cho em. Đây là nhờ công em bán hộ. Còn nếu mà vì nó lẻ sai bây giờ bán không bán được, các chị bán buôn mà không bán được. Em bán lẻ thì còn được, nhưng mà bán buôn thì nhiều khi khách người ta lấy cả gì không đủ. Thành ra là nhớ em ký gửi bán hộ nên là thành ra là được giá rẻ. Nhưng ngày trước cái giá buôn của nó nhập vào là trong chợ thì nó đã là hàng 14, 15 rồi, nếu mà chất quần như thế này. Còn hàng rẻ thì không nói em gì, nhưng mà hàng em hàng đẹp lắm. Các chị nhá, quần tặng 99.000. Cái này là mà trả được một lồi 15.000 ấy, được có 10.000 ấy. Em bán hộ mà, lấy tiền công thôi, kiểu bán hết một lô quần như này sẽ được tiền sẽ được tương lai tiền chị gọi là tiền hoa hồng ấy. Chị không phải là ăn theo tiền lãi quần đâu. Lãi chả được bao nhiêu. Em cứ bán hộ chị thôi, đằng nào mà cũng ấy mà, 99.000. Không quan trọng eo, cái này hàng giãn nhưng mà cái này cứ dưới 60 cân là các chị vừa, 60 62 cân. Nó eo tầm 80 trở 80 82 quay đầu. Cái này là hàng cặp chun mà. Đấy cặp quần dáng mặc lên như thế nó cặp chun mà. Mặc rất là bền nên form rất là đẹp. Đang sale 99.000 nhưng mà không chọn cạp nha mọi người nhá, không chọn cạp. Tại vì hàng này hàng lẻ sai nên là các chị em sale có 99.000 quần, các chị không chọn cạp nhá. Em qua mã hồng cột nơ đang mặc quần ống rộng em không có rồi. Quần bò đen hay kaki đen không? Em có quần loe chị ơi. Quần loe thôi, quần loe em có quần loe chân ren, loe xẻ với loe rách gối em có đăng Facebook ý. Xếp quần xanh thì sao bao nhiêu? Áo sát đánh ngọc là 125 chị ơi, quần xanh là 120 còn size S ạ. Áo trắng phía sau là sát đánh ngọc. Em lên cái bộ nhá. Đây bộ đây. Ở bộ đâu nhỉ? Đây. Bộ này của em là size ML các chị nhá. Bộ là size ML. Em sale lốt là 260 cả bộ luôn. Tính ra là áo 130, quần 130 quá rẻ luôn, nó là cả bộ mà. Cái bộ này áo này phải tầm 170. Chứ còn 130 thì cũng không, em cứ chia đôi thôi, nhưng mà 130 cũng không có giá nhập 130 đâu. Áo đấy là chất umi nó phối tơ lụa, nếu mà mua các chị mua rời nó mà tầm 170-180 cái áo rồi. Đấy, cái quần thì cũng phải, như em bán quần thì 99.000 này. Không ML cả gì, em không chia cho mỗi người một chiếc, em không bán nhiều đâu chị ơi. Quần tặng đấy em bán đều, tức là bán đều khách nào cũng được 1-2 cái, em không bán nhiều 4-5 cái đâu, em chỉ bán tối đa là 2 cái thôi ạ. Tại vì quần đấy em muốn bán cho khách là để gọi là chi ân khách, người ta thỉnh thoảng các chị mua được cái hàng xịn mà được sale giá rẻ đấy. Nhưng mà như thế là hết hàng, em không còn hàng để bán cho những người khác nữa nên là em chỉ bán tối đa mỗi chị 2 quần thôi ạ. Áo nâu sau em. Áo đấy, anh ghi em áo đấy cho em, áo tay bồng chị ơi. Đây bộ em size ML dưới tầm 58 cân. 60 cân thì mặc lại không đẹp. Vừa nhưng không đẹp. Em chốt tầm 58 cân. Ghi mã hàng là bộ umi cho em 270. À quên, 260 đang sale nhá chị nhá, 260. Dây chuyền đang đeo là 49.000 nhỉ, là mình chốt em 49.000 dây chuyền tim nhỏ. Áo nâu sau là áo tay bồng ren chị nhá, tay bồng ren. Chị Anh Minh ơi, quần tặng đấy chị mua 1-2 cái rồi nhá. Tại vì quần đấy em không phải hàng nó không về đâu. Em chỉ có được số lượng như thế để chốt cho các khách thôi chứ.
không có về hàng. Đây ạ, dây truyền tim 49.000 các chị ơi. 49.000 một dây. Đây em đeo cái dây truyền Dio mọi người xem này. Dây Dio đẹp này. Nói chung là cái dây này là hàng titan nên các chị đeo thời trang thôi. Nhưng mà không cần giá trị là như là vàng tây, nhưng mà nó so vàng tây nó 19-10 luôn ấy ạ. Các chị đeo đi không ai biết là các chị đeo em mỹ ký đâu. 49.000 một dây, bên ngoài thị trường đang bán hơn 200. Em thấy Shopee nó đã bán 120.000 rồi. Chả ai lãi cái dây 5.000 đâu các chị ơi. Em đeo thử với chị dây chữ D này. Để em đeo mặc bộ nhá. Dây ạ, 49.000 một dây. Quần bò baggy em chưa bán mấy hôm nữa nhá. Ui nó ẩn hết bình luận nên không đọc được các chị ơi. Nó một đoạn nó nhảy luôn rồi này. Sơ mi bó ok Nguyệt Lê. Em là 53 cân. Em là mặc bộ size M đấy. Còn size L tầm 58 cân chị Hạnh Hoa ơi. Áo nâu sau để em dơ chị xem nhá. Nó ẩn hết bình luận rồi, em không đọc được của ai luôn. Facebook này là lỗi, em chỉ đọc một vài chị thôi. Các chị mình thả tin, thả like, chia sẻ like cho em với là nó không bị ẩn comment. Còn nếu mà các chị không có sự tương tác là nó sẽ ưu tiên cho khách có tương tác ấy. Nó sẽ những cái comment mà có tương tác là nó sẽ nhảy lên đầu tiên. Rồi. Đây dây chuyền chữ D đẹp lắm các chị ơi. 49.000. Áo nâu sau á, áo nâu. Ok chị nhá, mua thử đi, chắc chắn là chị sẽ hỏi mua thêm. Nhưng mà hiện tại bây giờ là quần đấy là quần em ký gửi nên là nó không có nhiều. Ok chị nhá. Chị Hạnh Hoa chắc chị mặc tầm size M hoặc size L, nói chung là ML đều mặc được. Đây quần bộ đây ạ. Xinh nhở. Đây em có bán các chị cái set nhẫn nữa này các chị này. Set nhẫn của em là 150, gồm một áo, à quên, một bông tai, một đôi bông tai, một vòng, một dây chuyền với cả một cái nhẫn. Đây ạ, set nhẫn ạ, 150 cả một cái nhẫn nữa các chị nhá. Nhẫn em có nhẫn vàng và nhẫn trắng. Đây là lắc tay lam mã này. Lắc tay lam mã 49.000. Đeo được cả lắc chân luôn. Cái này đeo được cả tay cả chân các chị nhá, bởi vì cái này của nó có dây, nó có cái gọi là cái gì nhỉ? Cái lớp điều chỉnh các chị nhá. Cái lam mã này 49.000 này. Lắc tay ạ, 49.000. Bộ em mặc là 260, ok chị. Vòng tay đeo có 101 nhá Hoàng Dung ơi. Em mặc là cả bộ chị ơi, cả bộ là 260. Xinh lắm, bộ này mặc đẹp lắm các chị ơi, mặc nó rất là yêu luôn ấy ạ. Nó kiểu tiểu thư ấy mà nó dễ mặc. Ok, Hạnh Hoa nhá. Đây các chị ơi, mình mua cái này cả bộ của nó là có nhẫn xoay này. Ghi là xếp nhẫn cho em nhá. Xếp nhẫn nó sẽ gồm các chị một đôi bông tai, một cái dây chuyền nó xoay được như này. Một cái nhẫn này. Đây là đồ mỹ ký thôi các chị nhá, nhưng mà nó không bị han gì đâu ạ. Em bảo hành 1 năm nhá, 1 đổi 1. Nếu mà các chị đeo han gì các chị quay bắt đền em cho các chị đồ 1 đổi 1 luôn. Đấy ạ, xếp nhẫn là 150 cả màu vàng các chị nhá, cả màu vàng. Đây màu vàng nó có cả bông tai này. Cũng màu vàng nó cũng là như thế nhá các chị nhá, nhưng mà nó đang tách rồi em chưa có ghép xếp. Đây xếp nhẫn này ạ, xếp nhẫn nó gồm một cái cũng có một nhẫn, cũng có dây chuyền, cũng có bông tai. Xếp nhẫn vàng ạ, 150. Vòng tay em đeo ở 101 kìa, vòng tay titan. Không phải màu chị ơi, bảo hành 1 năm chị ơi, áo cổ đức lúc nãy mã gì á, cổ đức là áo nào nhỉ? Áo không bán riêng, em bán cả set chị nhá. Vòng tay đang đeo là vòng titan tròn 101 ạ. Không bao giờ han gì, riêng cái hàng titan này các chị đeo mình chỉ có nó chỉ có bay màu chứ không bị gì đâu. Bay màu các chị đeo 2-3 năm thì đeo chán chê rồi. Đến lúc ấy nó hỏng là vừa. Đây set nhẫn, chắc nhẫn vàng này, nó có một cái dây, một cái nhẫn vàng như này với một cái bông tai, một cái nhẫn. Xếp nhẫn này của em là 150. Đây một cái nhẫn này. Một cái nhẫn như này, một cái đôi bông tai. Xếp nhẫn này của em là 150 các chị nhá. Đây bông tai này. Đấy, nó em chưa ghép set đâu, nó cũng là một set như thế. Đấy một cái nhẫn vàng, một cái dây chuyền. Đây ai lấy ghi là xếp nhẫn cho em. Còn dây chuyền thì là 49.
Chị thích không? Đây. Cái này nếu mà em bán tầm khoảng 55.000 một đôi. Em nhập vào 45-50.000 rồi. Em lãi tầm 50.000 của các chị thôi. Bây giờ cái này, cái bông tai em đeo em mua từ năm ngoái rồi. À, lấy bộ này mọi người chốt bộ Umi đi ạ. Đẹp lắm mọi người ơi. Giá đang sale line mọi người có bao nhiêu nhỉ? 270. Bộ em mặc là 270, hàng gọi là bộ Umi nha mọi người. Em mặc nó là size M. Để em tìm cho, nếu mà hôm nào nó còn thì em bảo. Nhưng mà bộ em đeo cái này em mua từ 2 năm trước rồi. Em mua từ Tết năm kia, Tết năm 2021 đi. Em mua từ mấy năm trước rồi. Đây đấy mọi người, kia là dây chuyền chữ D nha mọi người nhá. Dây chuyền Dedio ấy. 49.000 một dây. Em có nhiều dây lắm, bỏ dây chữ H cơ nhưng mà đang hết hàng, mai mới về. Bộ em mặc là 2260, chị ơi, ghi là bộ Umi. Bộ Umi 260. Đẹp nhờ, cái bộ này em đeo, em bông tai em chưa đeo nhưng mà đeo các chị cái này trước. Cả một set này là 150 các chị chốt đi. Nó như đồ mỹ ký thôi, nó cũng không gọi là không giá trị tiền triệu như hàng vàng Tây, nhưng mà đeo nó đẹp hơn cả vàng đấy các chị ạ. So với vàng nó phải 19-10. Bây giờ lên mã gì đấy các chị nhở? Em qua mã gì ấy nhở? Đấy, nó ẩn hết bình luận rồi. Ok, xét nhẫn chị nhờ Trần. Áo hồng bên trên được chị ơi. Bộ không có XL, chỉ có L thôi chị ơi. Dây tim đây ạ. Để em tìm đấy nhá. Đây dây tim đây chị ơi, dây tim nhỏ nhá. Tim đá nó, nhưng mà em tim đá đang hết rồi, còn mỗi tim nhỏ, tim đá mai về. Đây ạ, 49.000 một dây chị ơi, bên ngoài là bán hơn 100 đấy ạ. Dây tim nhỏ cho em 49.000. Ok, chị xét nhẫn này. Áo thun hai mặt, ok, thế lên tiếp mấy mã kia nhá. Để ai mọi người chốt bộ, mọi người chốt đi. Bộ đẹp mà. Lên mã gì đây nhỉ? Đẹp lắm mọi người. À, quần phồng xốp đi mọi người. 65.000 một quần nhá, quần phồng xốp 65. Đây em mặc cho chị thêm áo hồng. Chị Hoàng Dung ơi, dây tim này 49.000 chị ơi. Eo ơi, đã hơn 12 giờ, lần nào em lại em muộn. Ok, hoa sương rầm. Sơ mi xanh không mặc đâu, còn em hết hàng rồi, không mặc không chút nhanh hết hàng đấy. Các chị thích bộ ông lên bộ ngủ, bộ pyjama nhá. Đây ạ, bộ này các chị gọi là bộ gấu kẻ này. Đây là bộ hoạt hình này. Đây là 7 màu, bộ 3D nhá. Này các chị ghi em mã hàng là bộ gấu, à thỏ, thỏ hồng, thỏ xanh, vằn. Bộ lụa 3D 170 các chị nhá. Vằn này. Vơ sạc này, silin xanh này, với cả sọc xanh các chị nhá. Bộ nhà em là 170 cân không vừa chị ơi, tầm 58 cân thôi. Đây các chị xem mẫu gì nữa không? Hả? Của ai đây? Em có mấy ít hàng lụa nhưng mà nó còn ít màu quá. Áo lụa như em là 99.000 nhá. Em đăng bảng màu Facebook ấy, nhưng bây giờ nó còn có mấy màu này thôi. Áo lụa 99.000.
6 áo xanh sau cho em hết rồi. Nãy giờ nhiều khách đặt quá, đây các chị ghi mãi là áo cổ trụ gen ạ. Cổ trụ gen này của em là 145.000, có màu trắng, màu hồng với màu nâu. Bé mặc cái gì nhỉ? Áo cổ đổ. Áo quần mặc các chị ghi là quần xốp 65.000. Hàng loại 1 2 lớp là 160, loại 2 là 65. Nếu các chị mình cần một cái quần mặc cho nó mát thôi thì các chị lấy cái hàng 65 cũng được. Còn nếu các chị muốn lấy cái hàng dày dặn, dày hẳn, đẹp hẳn thì các chị lấy cái hàng loại 1 là 160, nói chung là loại nào cũng được. Hàng 65.000 so với giá tiền với chất lượng thì rất là ok rồi. Cái set này hay nhở. Set nhẫn nó cứ xoay xoay tròn. Các chị mua cái set nhẫn thì đẹp cực. Đây, dây chuyền đi với set nhẫn của nó, có bông tai đấy cơ. Bông tai em lại chưa, em không đeo, em đeo mỗi vòng. Đây ạ. Đây mà các chị ghi là áo cổ đổ nhé mọi người. Áo cổ đổ của em là cổ đổ nâu 120. Ok chị, 64 cân mặc được không á? Mặc cái gì chị nhỉ? Chân vé xòe có em ơi. Đây. Nắm đơn này. Chết mà thôi, vẫn còn một đống đơn này. Em lại tưởng hết đơn rồi. Dây đai xích các chị này, 75. Cái đeo ở đai ở những cái áo mà nó có đồ xinh. Đây chân váy này chỉ có chân váy xòe dập ni này. 160 em nhá. Kia là chân váy dập ni túi. Đây quần loe Zara đây các chị ơi. Loe Zara đi mọi người. 89.000 một quần. Quần loe Zara 89.000 SML XL à SML nha các chị nhá. Mức XL không nhỉ? Như có XL sao ấy. Có màu kẻ này, màu đen này. Loe Zara 89.000 các chị nhá. Đây, hàng Zara các chị này. Loe Zara 89.000 màu đen này. Đây là màu xám. Ai lấy các chị ghi là quần loe Zara 89.000. Áo xanh 60 cân vừa size M. Chân váy thì dưới tầm 60 cân. Lắc tay đeo là của em là 101 chị ơi. Dây chuyền em đeo đi theo bộ nhá, đi theo bộ cả một cái bông tai nữa cơ. Áo xanh và hồng. Áo xanh kia em chắc em hết rồi, còn như các chị đặt đi mới dự phòng thôi, em sợ từ nãy giờ khách chốt hết rồi còn có chục cái thôi. Quần loe Zara cho em ạ, 89.000 một quần nhá, đang rất là hot đấy ạ. Áo mặc các chị ghi là áo cổ đổ nhá, mặc cái quần tăm nhá, quần tăm này quên chưa like. Em mặc các chị quần tăm đi. Quần tăm của em là 127.000. Quần tăm mẹ, quần tăm đâu hết rồi nhỉ? Đây. Quần tăm ạ, 127.000 các chị ơi. Em mới về đến cặp nữa là cặp Chanel. Quần tăm 127. Ẩn hết bình luận rồi. Áo mặc các chị ghi là áo cổ đổ đi ạ. Áo cổ đổ em mặc là 120. Cổ đổ 120 có màu đen, màu trắng rồi mặc là màu nâu nhá các chị nhá. Cổ đổ 120, ai lấy ghi mã hàng áo cổ đổ cho em này. 120.000. Quần tăm nhà em có cặp chữ M này. Em mặc là cặp Chanel này, cặp sọc này. Có cặp Banda, nó nhiều loại cặp lắm. SML dưới 65 cân. Em nhắn tin nhưng mà nhân viên nó lên đơn chưa? Bèo xanh em không mặc đâu chị ơi, cái đấy hết hàng rồi, áo mặc là 120 ạ. Nhân viên nó chốt ấy đấy, vẫn còn hàng cứ kêu hết. Eo ơi, sao nhiều này. Hai quả nhiều tí, cam không xanh. Lên rồi ạ, mai xem nếu đi hàng chưa nhá. Ok chị lắc tay 101, lắc tay titan, quần loe Zara đen. Ok chị Anh Minh. Áo mặc hết vàng rồi chị ơi, còn mỗi màu đen, màu trắng, màu nâu ấy. Màu nó ngáo lắm cơ.
Chả hiểu bác bảo số lượng còn như này mà nó cứ chốt lung tung đến lúc mà cứ bảo hết chốt đủ rồi, đóng hàng cũng còn thừa đầy hàng ra. Những người muốn chốt thì không được chốt. Em nhắc nhở các bạn đi rồi, các chị nói thật là nó kiểu nhân viên mà, nhân viên nó không thể nào mà bằng em được, bằng em chốt đơn trực tiếp cho các chị được. Chưa, con vào nhà đi gửi chuồng, các cô cười. Nhanh lên. Quần không mặc vào. Quần tăm các chị ơi 127.000. Quần tăm 127. Đây mà cặp sọc này. Có cặp panda nữa các chị nhá. Đây. 127.000 một quần. Covid cái gì mà Covid, nên thuyên. Không uống mà uống cái bình Covid cơ, chết à. À mang 120 chị ơi. 120 ạ. Còn chị Vi ơi, còn màu, còn size M chị nhá. Bảo uống đi mà. Uống rồi lắm mồm. Quần em mặc 127 chị ơi. Quần tăm 127.000. Đây à, áo của đổi. Quần tăm 127.000. Quần có màu nâu rồi chị ơi, màu nâu là 137. Màu nâu em lại đăng không có ở đây mất rồi, màu nâu còn chị nhá. Áo sơ mi, áo quên, áo thun túi đá các chị, áo báo, áo báo buộc eo. Báo buộc eo 201. Quần em có nâu chị nhá, nâu nhưng mà nâu mai lại về, hôm nay lại đóng hàng đi hết rồi các chị ơi, nên không có mẫu để like, nhưng mà mai lại về. Ok chị, em xin số, chị ghi là quần tăm đi ạ. Chị Dương Thúy em chốt đơn nhá. Ok chị, loe sọc Zara là 89. Quần tăm của em là 127.000 hàng Quảng Châu. Còn hàng may xưởng của nó thì sẽ là hàng tầm chỉ có dưới 100 thôi. Đây chị ơi. Sơ mi bèo xanh đây chị ơi. Cái này của em là hàng 220 ạ. Nhiều chắc em hết rồi, cái này còn ít lắm. Có cặp chữ M này, cặp Banda này. Đấy, cặp sọc này, cặp Chanel này. Đấy chị nhá, quần tăm 127.000, mặc rất là sướng. Áo kẹt xanh kia em có màu đỏ, màu trắng ạ, ok chị Huyền. Ok, bèo xanh thì em có size M, nhưng mà hiện tại bây giờ là các chị cứ chốt, em không biết là có còn hay không, các chị cứ chốt thôi. Em chốt dự phòng nhá. Ok, cổ đổ em có đen, có trắng với còn nâu. 120 ạ, màu nâu vẫn còn mấy cái mà không hiểu nó chốt kiểu gì. Cứ bảo là chốt hết hàng rồi mà đóng hàng nó vẫn lòi ra mấy cái. Đây các chị ghi là áo, áo gọi là gì nhỉ? Áo bo chun. Áo nu xoắn bao nhiêu á? Nu xoắn là cái gì nhỉ? Trời ơi, nu xoắn là cái nào?
đây á chị. Cái này là áo vai bèo các chị nhá. Vai bèo 180. Cổ đổ 120 chị ơi. Ok, anh Minh quần tăm 127 ạ. Quần xốp mọi người chốt đi ạ, 65.000 một quần nha các chị nhá. Quần xốp 65.000, loại 1 là 160, loại 2, loại 1 lớp là 65. Em mặc các chị ghi là áo báo túi ạ. Báo túi đá. Quân ơi, đi ra mua áo ốc trần đi. Ok chị Yến Nhi. Nếu mà nâu, nếu mà còn nâu thì chốt nâu nhá. Áo em mặc là 201 chị ơi. Áo báo túi ạ. Cái này xinh cực, nó rất là kiểu, nó là hàng Quảng Châu mà nhìn rất là lạ, không đụng hàng đâu. Em lên các chị con áo này nhá. Áo bo chun. Áo bo chun này của em là 125.000. Trễ vai bo chun 125. Em có mấy con trễ vai lụa, có 105 đẹp phết. Cái này các chị mặc đẹp thêm một cái tang áo cho em. Thêm một cái tang áo cài đây này. Nó sẽ nổi cái áo hơn. Cái này cài thấp lên một tí đẹp hơn. Đây chị ơi 125.000 áo em mặc nhá. Sơ mi xanh 22 chị ơi. Sơ mi xanh có 3 màu, có màu trắng với màu đỏ, nhưng mà em đang không có sẵn hàng ở đây chị ơi. Cái hoa đá đẹp hơn là cái Chanel. Bo chun mọi người 125. Xinh lắm bà chị ơi, hàng có 2 lớp nha mọi người. 201 chị Hoa Đặng ơi. Màu khác chị đã không có hàng ở đây mất rồi. Áo trắng sau lưng các chị à. Buộc vặt đấy là nằm 201 ạ. Đây là báo bụng, báo không ạ, báo bụng eo, hay là áo bụng, áo báo bụng eo chị nhá. Nó hình họa tiết báo báo ấy. Hình tờ báo ấy các chị. Túi đá. Túi đá bụng eo cũng được. 201 ạ. Cái em còn 3 cái thôi. 201 nha các chị nhá. Sơ mi xanh là 220. Con này em dưới 65 cân bao vừa. Con áo bụng eo là chất đẹp lắm chị ơi. Chất nó vải thun với cả nó kiểu, nó kiểu nhìn nó cá tính ý. Áo trắng sát lách kia là 125 chị ơi. Em mặc các chị ghi là áo bo chun. Bo chun em mặc là 125. Em mặc các chị quần áo trễ vai 105 này. Trễ vai lụa 105. Bo chun em có màu vàng, màu trắng, màu đen, màu đỏ. Cái này dưới tầm 55 cân thôi các chị nhá. Nhưng mà hơn thì mặc nó hơi ôm. 55-56 cân. Trễ
vay lụa mọi người ơi, chị vay lụa 105.000. Áo đen bao nhiêu? Áo đen nào chị nhỉ? Sơ mi xanh có size SM chị Ngọc Quỳnh ơi. Có size SM. Đây chị vay lụa. Cái này mặc được cả 3 kiểu nha. Cái này mặc được Ngọc Quỳnh kiểu của chị xem. Kiểu thắt đai này. Em mặc thử cái đai xích nhá. Kiểu thắt đai này của em thì các chị mặc thả ra, mặc sơ mi nóng thùng cũng được, mà các chị mặc thắt đai thành cổ vuông cũng được. Đai xích em đeo 75.000 các chị ơi. Đây, chị vay lụa cho em ạ, 105.000. Đấy các chị mặc đai xích, các chị thắt những cái đai to hơn, đai bản to hơn cũng được. Đai này là 60 một cái nhá các chị nhá. Đây, các chị mặc kiểu trễ vai không, mình lên vai cũng được. Lên vai nó thành một kiểu cổ vuông như này. Đấy, các chị mặc được rất là nhiều kiểu, ghi là trễ vai lụa cho em nhé. 105.000 ạ. Trễ vai lụa 105. Áo nơ bao nhiêu? Áo nơ nào nhỉ? Áo đen bục vạt đó. À đấy, áo sơ mi báo túi đá chị ơi. Túi đá bục eo 201. Quên đi mua đi. Đã xong bây giờ. Đi vào mốc rồi. Áo nơ nào chị, đây chị, áo trễ vai nơ này á. Trễ vai nơ đấy là hàng 145 ạ. Con báo buộc eo này của em là 201 chị ơi. Trễ vai lụa em có màu xanh, có màu 105, có màu xanh, có nhiều màu lắm, đang còn. Em đang sẵn có 3 màu nhưng mà nó ra có nhiều màu lắm. Nó có phải 7-8 màu cơ, nó có màu cam, màu xanh lá cây. Đây em có cả màu đen này, màu cam này. Đấy, màu cam này, màu xanh cổ vịt này. Là màu em mặc này, màu xanh lá cây này. Màu, à quên, đây là màu đỏ ạ, đây là đỏ chị nhá. Trễ vai lụa 105, đỏ ạ, xanh cổ vịt, xanh lá cây, cam, vàng, đen. Đấy, trễ vai lụa 105. Mặc kiểu thứ ba các chị nhá. Kiểu thứ nhất là trễ vai này, kiểu thứ hai đen vai này. Đai đeo 60.000, ghi là đai chữ GC ạ, 60.000. 105.000. Áo phông nâu á, phông nâu là cái nào nhỉ? Áo bẹt vai màu trắng đi ạ. Biệt vai trắng là cái gì chị? Kiểu thứ ba là mặc sơ mi đóng thùng. Rồi, cứ thêm một cái tang áo cho em. Nói chung là riêng cái áo này mặc rất là nhiều kiểu. Các chị mặc kiểu trễ vai, mặc lên vai, rồi mặc không thích ấy, mặc thả ra cũng được, mặc nào cũng được. Đấy. Mặc lên vai các chị thành một cái dáng cổ vuông như thế này. Đấy, thì mặc đi làm thì nó không bị hở nếu các chị thích cổ vuông. Đấy em mặc lên vai nha mọi người nhá. Trễ vai lụa 105. 105 thôi ạ, 105.000. Hàng Quảng Châu nha mọi người nhá. Cái này đầu tiên nếu chị nhận hàng nó hơi nhăn nhưng về treo lên tự duỗi ra hoặc là đi cho em nhá. Là đi thì nó sẽ không nhăn. Áo phông nâu treo bên trên, phông nâu. Đấy là áo đi rồi chị, áo thun hai mặt ạ, 119.000. Sơ mi xanh không mặc thử đâu. Chị bé mi em xin số đi chị ơi, áo đấy em gần hết hàng rồi, các chị cứ chốt thôi, không mặc thử đâu. Trễ vai lụa 105. Đẹp quá mọi người ơi, 105. Đây. Xem một cái giỏ bé ở trên đồng chuột đi rồi. À đây 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 đây. Cái vòng này. Em đang phát trực tiếp chị tam giác mạch rồi. Em mặc là màu xanh cổ vịt nhá, có xanh lá cây, xanh cổ vịt đấy, các chị phải cam phải cam men đũ đúng màu nhá.
Nhà em hay cú đêm lắm. Ok, bé mi thun hai mặt, ok mặc lại nhá. Sơ mi xanh là 220 chị ơi. Chị An Nhiên em chốt đơn này. Phát trực tiếp không phải phát lại đâu ạ. Màu đen, màu cốm, màu cam, màu xanh lá cây, xanh cổ vịt, màu đỏ. Thun hai mặt đây chị ơi. Đây em đang chuẩn bị mặc đây rồi. Sơ mi xanh size M em xin số điện thoại chị ơi. Có size SM chị Yến Hồng ơi. Có size SM. Ốc Trần với ăn cháo nha. Ăn cháo ốc Trần. Ốc Trần rồi phi tận phu dưới gia tư như Quỳnh một rồi dưới phú thị cũng có đây mình có. Thế thôi. Cho em xin số điện thoại đi chị ơi. Ok, An Nhiên em xin số chị ơi. Đây là sơ mi bèo xanh ạ, 220 chị nhá. Thun cổ sen. Thun cổ sen hết hàng rồi chị Đặng Văn ơi. Hết hàng mất rồi. Ở đây cháy hàng, đang lỡ đơn rồi. Mấy chục đơn khách đang thiếu cái màu nâu, màu xanh lá cây này. Mai gọi điện xin lỗi khách một lượt. Hoặc các chị phải đợi tầm một tuần. Sang tuần này em có lại phải đủ màu rồi. Để các chị lên đơn mã hàng là trễ vai lụa nhá các chị nhá. 105.000. Vào. Đít thì em không mặc quần vào các cô cười. Đít kìa. Dơ chưa? Thở chim. Em lên lốt con thun hai mặt nhá các chị nhá. Trễ vai lụa đi ạ. 105.000 thôi các chị ơi. Có màu xanh cổ vịt này. Các màu hôm nay màu cam này, xanh lá cây này, đen này, đỏ này. Chị An Nhiên ơi, cái xanh lá cây ghi là sơ mi bèo xanh cho em đi, hàng 220 ạ. Vào. Đây các chị lên đơn cho em mã hàng là thun hai mặt. Thun hai mặt này của em là bao nhiêu nhỉ? 119.000. Thun hai mặt 119. Ok chị 105. Chị ơi tầm khoảng tầm một tuần nữa. Tầm thứ 3 4 tuần sau chị ạ. Người ta hẹn em là tầm đấy. Tại vì nó đang cháy hàng. Bên Quảng Châu đang tắc biên, nó về chậm lắm chị ạ. Em mặc các chị ghi là thun hai mặt 119.000. Có màu be, màu đen, màu trắng. Ok chị cho số trên rồi các chị. Có màu khác chị Nguyễn Trúc ơi. Có màu đỏ, màu trắng nữa. Có đỏ với trắng nữa chị ạ. Đây. Mặc các chị quần sóc nữa. Cái này cứ auto mặc quần sóc là đẹp. Mặc quần bò cũng được. Quần bò mặc đi làm, bò dài. Baggy cũng đẹp. Vải cũng đẹp, bắp ta cũng đẹp. Nói chung cái quần áo này dễ mặc lắm. Mà quan trọng chất đẹp, dã man luôn các chị ạ. Quần áo này ưng nhất là chất vải các chị ơi. Chất nó đẹp lắm, nó đặc biệt. Nó lạ, nó độc lạ. Cái áo mặt trước, mặt sau nó là vải thun dẻo. Mặt trước nó là vải lụa. Đấy, các chị nhìn cái tag logo nhìn xịn không? Đấy, thun hai mặt 100... cái gì nhỉ? 119.000 các chị ơi. 119 nhá các bác ơi. 119.000 thôi ạ. Đây các chị nhìn cái tác xịn không? Đấy, có màu trắng, màu đen. À cái này polo em nhầm. Màu đen đây. Màu trắng, màu đen có hai size ML dưới 60 cân các chị vừa nhá, màu hầu. Màu trắng, màu đen, màu em mặc là màu nâu, à màu be. Thun hai mặt 119.000. Cái này túi đâu? Đây đây. Thun hai mặt 119. Bây giờ em tắt like nha các chị ơi. Áo nâu treo sau. Chị Hoàng Thảo ơi.
Nguyễn Trúc lấy em xem lấy cái gì nhỉ, nó bị ẩn bình luận rồi nó không đọc được các chị ơi, hôm nay Facebook có lỗi. Chị comment này của em với. Màu trắng này, màu đen này, chất đẹp, đẹp tuyệt vời luôn. Con áo này em ưng nhất là chất vải. Con không biết là đẹp hay không, con không biết là kiểu cách đẹp hay không, nhưng mà cứ chất vải đẹp đầu tiên này là em chấm điểm chất đầu tiên là chất đẹp. Còn kiểu dáng nó quá là đơn giản, dễ mặc, chị ai mặc được. Áo nâu bên trên có đen không? Có đen. Áo nó vai bèo chị ơi. Đây đủ màu đấy ạ. 180.000 chị ơi. Màu trắng này, màu nâu này, màu đen này. Với cái à quên. Trắng be, đen, kia là nâu nhá chị nhá. Sơ mi hồng 145. Đây cơn ho. Đây chị ơi, màu xanh em sợ hết rồi. Cái này em phải nói thật là mai nếu mà hết hàng thôi em không gọi cho các chị, nếu không được gọi điện thì chắc là hết hàng đấy. Em còn chục con mà từ đầu line đến giờ khách chốt ầm ầm. Đây áo hồng này các chị ghi là áo ấy nhỉ. Áo hồng này các chị ghi cho em mã hàng là áo cổ trụ. Có màu hồng, màu nâu. Cổ trụ. Ok, Lương Thảo. 65 cân thì mặc hơi ôm chị ạ. Tầm 60 cân thôi ạ. Còn 65 cân chị phải cao nhưng mặc nó sẽ bị ôm chị ơi. Em mặc nó hơi thụng thụng như này này. Nhưng mà chị mặc nó ôm nhưng mà cái này nó có độ co giãn mà. Nhưng mà nó thật là thôi 60 cân thôi chị ơi, 65 cân mặc không đẹp đâu. Đấy, nếu mà mặc vừa thì có thể là vẫn bon chen vừa nhưng mà đẹp thì sợ không đẹp đâu chị ơi. Đây ạ. Cổ trụ cho em ạ, 145.000. Con này các chị ghi là silin hồng. Áo silin ạ, 139.000, có màu hồng, màu trắng, màu đen. À quên, màu hồng, màu trắng. Em nhầm, nói linh tinh rồi đấy. Bắt đầu đến nhiều mã quá, bắt đầu em liên thuyên rồi. Đây. Hồng trắng ạ. Silin ạ. Em lên lốt con áo trễ vai rồi, em chuẩn bị em dừng like nhá các chị ơi. Đây thun hai mặt này. Chất đẹp lắm các chị ơi, đằng sau lưng nó là vải thun dẻo. Đằng trước là vải lụa. Đấy, may bo cổ, ngoài bàn cổ này. Tang mát các chị nhìn này. Hàng em có hai size ML các chị nhá. BBR các chị ơi, 129.000. BBR 129 ở dưới 62 cân. Nô bèo, nô bò à? Nô bèo cổ sau nô bò nào nhỉ? Ok, Nguyễn Trúc nhá. Áo nâu đẹp, áo nâu bèo đúng không chị? Sơ mi xanh 58 cân vừa size M. Chị Đặng Văn em chưa thấy nhưng mà chắc lên số là có đơn rồi chị ơi. Cái này các chị ghi là áo tay bồng ren ạ. Tay bồng ren 129.000 các chị ơi. Tay bồng ren 129.000. 129 ạ. Em có màu nâu. Màu nâu, màu be, màu trắng nhá các chị ơi. Nâu be trắng ạ, 129.000 các chị nhá. Ghi mã hàng là tay bồng ren kèm màu kèm số điện thoại 129.000. Tay bồng ren ạ, 129 nhá các chị nhá. Em lên nốt con áo trễ vai này lần nữa này. Quần mặc là... Cảm ơn chị Tam ra mạch quần em mặc là 180. Đẹp nhở, trễ vai nơ 145. Quần em mặc là 180 ạ. Nó chỉ còn size L thôi. Size L tầm dưới 58 cân. Em mặc các chị với cái con chân váy này nhá. Nâu nào chị nhở? Chị ơi xem nâu mã nào. Vai bèo dưới 68 cân vừa chị ơi. Vai bèo nhé em dưới 68 cân. Quần áo nó cộm mới cả lên các chị.
Cái này không kéo được khóa rồi. Cái quần này chết rồi, chật cũng không mặc được khóa, không kéo được khóa rồi. Cái này mặc với chân váy chữ A, em không kéo được khóa rồi, cái chân này chật thế nhở. Áo mặc các chị kia trễ vai nơ cho em với. Trễ vai nơ 145. Cái sau nữa là cái gì nhở? Ok, Hoàng Sen em xin số cái áo tay bồng. Còn cái kia là vai bèo. Em mặc cái quần khác, quần này chật quá. Đây ạ, à, vai bèo chị ơi. Vai bèo này của em là hàng 180 nhá, không kèm tang nhá. Cho em xin số điện thoại, quần 180 ghi là quần khóa, quần sóc khóa. BBR em chỉ còn có hai màu ấy thôi ạ, 129.000 chị nhá. BBR màu cam, BBR màu be 129.000. BBR 129 hàng Quảng Châu nha các chị ơi. Dưới 62 cân. Đây là vai bèo chị ơi. Xinh lắm. Ok chị Ngọc Quỳnh. Cho áo xanh xuống. Đây là chị, đây là ghi là nâu tay bồng, tay bồng gem. Cái này em bán cả set chị ơi, cả set này là 260 ạ. Em bán theo set nhưng em không bán rời. Em mặc các chị ghi là áo trễ vai nơ 145. Hai size SM dưới tầm 58 cân. Đấy, trễ vai nơ này em có màu xanh, màu đen, màu trắng. Uầy, gần 1 giờ rồi các chị ơi, sao mọi người ngủ muộn vậy? Tại vì các chị vẫn cứ xem, em vẫn cứ like đây. Nếu mà không ai xem thì em tắt like lâu rồi, nhưng các chị ngủ muộn thế. Mọi người ơi, ngủ muộn quá. Làm em cũng phải thức khuya theo. Nhà em hay ngủ muộn nữa, nhưng mà em là hay like, like muộn lắm nè các chị. Chị nào mà hay cú đêm là xem like nhà em là chuẩn đấy. Nhiều khi em like gần 2 giờ. Còn like đêm. Cái thời gian mọi người đang ngủ thì mình lại bán hàng. Ngứa cổ quá. Em mặc các chị là vai bèo đi ạ. Vai bèo 180. Vai bèo em áo mặc em 4 màu chị ơi, 180. Các chị thấy khuya nhở. Là nói em like anh thế, cứ đến tầm 1 giờ vẫn cứ hơn 100 người xem. Mà tắt đi cũng tiếc, mà không tắt đi thì em nhà em thằng cu em nó lại hay thức khuya, nên là lại thức khuya theo thì phải tắt sớm. Nhưng hôm nay là em cố đấy các chị nhá. Mọi người ủng hộ em này, em vui lắm rồi đấy các chị ơi. Nâu này, trắng này, be này, đen này, vai bèo nha mọi người. Dưới 68 cân thoải mái vừa nha các chị nhá. Xinh lắm, cái này nó rất là tiểu thư. Vai bèo ạ. Xinh nhở các chị nhở. 180.000 thôi, bên ngoài bán 270 đấy các chị ơi. Cổ bèo diềm đi. Cái kia là tay bồng gen chị ơi, tay bồng gen. Cái treo trên kia đúng không ạ? Tay bồng gen 129.000 chị ơi, 129.000. Thôi em tắt like các chị đi ngủ nhá. Sau cái xét ý á. Cái này là tay bồng gen chị. Có màu trắng, màu be với cả màu nâu. Thôi các chị đi ngủ đi, em tắt like đây. Thôi các chị cứ xem like, xem đến sáng hôm sau mất. Cú đêm em cứ cái gì em cuốn mà em xem, em ngồi em không biết buồn ngủ là gì. Thôi các chị đi ngủ đi, em tắt like đây. Mọi người có thể xem lại live stream sáng mai dậy sớm, sáng mai dậy hoặc trưa mai dậy xem lại live stream của em đặt hàng cũng được. Thức khuya nhiều không tốt đâu các chị ạ. Đây các chị ghi là tay bồng gen ạ.
Tay bồng gen này của em là 129.000. SM nhá các chị nhá, hai size. Màu be này, màu trắng, cái màu em treo là màu nâu. Bye bye các chị nhá, chúc các chị ngủ ngon nhá. Mọi người đi ngủ đi. Hôm nay thức này thức tuyến về deadline bao giờ. Quần đùi giữa là quần gì nhỉ? Đấy là quần chân váy bò rách. Bye bye mọi người, chúc các chị ngủ ngon. Mọi người đi ngủ đi, muộn lắm rồi, gần 1 giờ rồi. Em tắt like đây.